Vâng, chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái môi của Đức nhá, môi của Đức này. Đấy, giá thì chỉ có 70 cành cho một con môi như này thôi. Con này thì chấm hết đầy con rết luôn. Đó. Thứ nhất là môi khá là dài nhá, thì khi các bác để vào xoong, để vào tô nó không bị chìm môi nhá. Thứ hai là lòng khá là sâu thì múc được nhiều nhá. Và thứ ba là nó là thân dẹt như này. Thân dẹt như này và inox 304 này và thân dẹt như này thì khi các bác rửa thì nó rất là sạch. Rửa vuốt phát này sạch luôn, không bị võm. Thường những cái môi võm thì nó sẽ hay bị đọng thực phẩm, đọng thức ăn và nó sẽ đóng cấn ở đây, nó rất là bẩn. Nhưng mà con này thì rất là sạch luôn. Dùng múc cũng rất là vừa tay, hàng thương hiệu Winling của Đức Hành, người inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em là môi Đức nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k cho con môi Đức như này thôi. 70.000 cho con môi Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bình 20 nhá. Con này dung tích là 2 lít cả vỏ. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một con bình 20 như này. Giá khá là rẻ luôn. Đấy. Bên ngoài thì bằng inox sáng bóng đẹp nhá. Inox sáng bóng đẹp. Con này thì các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc này, hoặc là đựng trà, đựng các loại nước uống đều ok hết nhá. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Con này không có chức năng giữ nhiệt đâu. Con này thì chuyên để dùng để mình đựng nước lọc mình uống thôi. Đựng nước lọc, trà hoặc là các cái loại nào mà mình muốn sử dụng để mình uống trực tiếp, hoặc là nước đun sôi để nguội thì các bác cho vào đây cho em, nó rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, có nắp có gioăng như này. Con này thì không có chức năng giữ nhiệt đâu nhá. Đấy, nó chỉ là một cái bình đựng nước bình thường thôi. Và cái giá thì cũng chỉ có 80 cành thôi, cho nên là các bác mua về để mình đựng nước thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nhà có trẻ nhỏ các bác dùng cái này nó không bị vỡ. Dùng cái đồ thủy tinh thì nó hay bị vỡ. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp cho em là bình 20 nhá. Bình 20 giá sẽ là 80.000. Đó. Lên cho em là bình 20. Bình 20 80k, dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho anh em các bác cái sản phẩm dành cho trẻ em, đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đây nó sẽ là một con máy như này. Đó. Và bao gồm cho các bác là một máy này, một dây sạc và một cái bộ thẻ, bao gồm cho các bác là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đó, rất nhiều các cái chủ đề để các bác có thể xem để luyện tập nhá. Đây. Đấy, về nhà thì các bác cho các em nó bật cái nguồn này lên này, bật cái nguồn này lên. Đó. Bật nguồn lên. Chúng mình bắt đầu nào. Đấy, ấn thẻ vào này. Bố. Father. Đấy, có cả tiếng Việt tiếng Anh luôn nhá. Ông nội này. Ông nội. Grandfather. Đấy. Hai mặt luôn nhá, chị gái này, em gái này. Em gái. Sister. Đấy, và rất nhiều ngôn ngữ với rất nhiều chủ đề khác nhau nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đấy, cả tiếng Việt cả tiếng Anh. Thì cho về cho trẻ em nó luyện tập rồi chơi rồi giải trí rất là tốt luôn. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên cho em là máy đọc thẻ, giá sẽ là 95k nhá. Máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ, giá sẽ là 95k cho một con máy đọc thẻ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kẹo chuột nhá. Đấy, nó sẽ là một cái viên kẹo như này. Đấy, hàng nó sẽ là một cái viên kẹo màu hồng như này thì con chuột nó sẽ bị thu hút bởi cái màu sắc nhá. Thứ nhất là màu sắc. Đấy, nó là một cái màu hồng như này rất là thu hút luôn. Và cái dòng này của nó thì hàng của Thái Lan nhá, hàng Thái Lan, nguyên đai nguyên kiện như này, hàng của Thái Lan. Đấy, 100% toàn bộ chữ Thái hết nhá. Chữ Thái hết, mã tem, mã cốt, mã vạch đàng hoàng, hàng của Thái Lan đạt tiêu chuẩn. Thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn, bán được rất là nhiều. Con này thì ưu điểm của nó khi mà một con chuột ăn thì nó sẽ kéo cả đàn đến ăn luôn. Một con ăn là kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn cả họ luôn, chết cả gia đình cả họ dòng họ luôn các bác nhá. Đó, thì phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Và cái giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột, giá sẽ là 30.000. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba tô nhá. Giá sẽ là 100.000 cho ba cái tô như này. Ba cái tô. Đấy, hàng dày dẫn sáng bóng đẹp và ba chiếc luôn. Đấy. 100.000 cho ba cái tô như này cũng khá là hợp lý. Về nhà các bác có thể đựng cơm, đựng cháo, đựng thực phẩm, đựng thức ăn hoặc các cái đồ nào đều được hết nhé. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 cho ba cái tô như này. Con to nhất này thì dung tích của nó sẽ là 1.8 lít này, to nhất 1.8 lít này. Con nhỏ này là 1.2 lít và con nhỏ nhất này sẽ là 700ml các bác nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là bộ ba tô nhá. Bộ ba tô này, bộ ba tô. Giá của nó sẽ là 100 cành nhá. 100.000 cho ba cái tô như này. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức nhá. Đấy, Winling hay hình người của Đức. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý nhá. Chỉ có 100.000 cho ba cái tô như này thôi. Đấy, dùng thì bền bỉ chắc chắn và không lo bị vỡ, bị sứt mẻ các nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khò ga các bác này. Lên mã giúp cho em đó là khò ga đồng nhá. Con này nó sẽ là khò ga đồng và các bác dùng thì mình sử dụng nó rất là tiện ích luôn. Đấy, khò ga bằng đồng như này.
Đấy, chất liệu của nó 100% là đồng tự nhiên nhá, thì giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đấy, chịu nhiệt cực kỳ là tốt luôn, có điều chỉnh gió này và lắp phù hợp hết các loại bình ga nhỏ to ở Việt Nam mình. Lên cho em là khò ga đồng nhá. Khò ga đồng giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho con khò ga đồng như này thôi. Khò ga đồng giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho một con khò ga đồng như này. Con này rất tuyệt vời để các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con sạc dự phòng A nhá. Lên cho em là sạc dự phòng A. Đây nó sẽ là một con sạc kèm cả dây như này. Đấy. Hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan này. Đấy, Takasio Made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Dung tích pin của nó là lên tới 20.000 mAh nhé, 20.000 mAh đó. Và nó sẽ có 3 cổng sạc như này, 3 cổng sạc như này cho 3 loại điện thoại luôn. Về nhà các bác dùng thì rất là tiện, không cần phải lấy dây dợ lằng ngoằng. Và có một cái chân sạc vào như này, các bác cắm trực tiếp vào chân USB này. Hoặc là các bác dùng cái chân sạc này cho em, chân sạc này cho em. Và ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đèn pin rất là sáng nhé. Đấy, một con đèn pin rất là sáng luôn. Thì các bác có thể dùng để ban đêm mình sử dụng rất là tiện nhé. Đó, và rất là nhiều chức năng khác. Đây, cắm sạc thì các bác chỉ cần là nó sẽ có 3 chân luôn, chân tai si Samsung, Oppo đều cắm được hết nhá. Về nhà các bác chỉ cắm vào cho em là thế này là xong này. Đấy, cắm vào cho em là xong. Rất tiện ích luôn, đây các bác nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Đó, báo pin luôn nhá và sạc tương đối là nhanh luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra, cắm thử điện thoại và thanh toán giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là sạc dự phòng A nhá, sạc dự phòng A. Giá sẽ là 230.000. 230.000 cho con sạc dự phòng A như này. Con này thì rất là tiện ích rồi. Sạc dự phòng A 230.000. Ngoài ra thì bên shop còn mấy cái sạc Samsung này nữa này. Thanh lý nốt cho bác này. Con này thì 10.000 mAh. Thanh lý nốt cho bác. Đang bán bao nhiêu? 180.000 các bác nhá. 180.000. Con này thì hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của thương hiệu Samsung như này. 10.000 mAh mà con này chuyên để sạc cho các dòng điện thoại rất là tiện ích luôn này các bạn. Đấy, có báo pin như này. Có 3 2 chân USB và 1 chân Type C như này. Đấy. 10.000 mAh, hàng của thương hiệu Samsung nhá. Hàng Samsung các bác biết rồi. Đó, một thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Con này thì nó sẽ không có kèm dây đâu. Về nhà các bác cắm vào cái dây nhà mình thôi, nó chỉ có kèm cái dây bé này thôi nhá. Giá thì chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đấy, em còn mấy con nữa. Hôm nay thanh lý nốt cho các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 150.000, xả lỗ nặng cho các bác luôn. Đấy, còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho các bác cái lô này. Giá sẽ là 100 giá sốc cho các bác luôn, 150k luôn. Lên mã giúp cho em đó là sạc dự phòng Samsung nhá. Dự phòng Samsung này. Dự phòng Samsung, giá sẽ là 150k. 150k cho một con như này. Còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho các bác. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết. Hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy. Hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji Made in Japan các bác này. Đấy, Muji Made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép miếc được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái
còn chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật, giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu. Hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu, đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên. Và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này. Một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn. Một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1 mét 6 mét 6 2 mét nhá, mét 6 2 mét các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1 mét 7 x 2 mét nhá, 1 mét 7 x 2 mét các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, cho nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy. Chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông, mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây nó sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1 mét nhá. Một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên shop về cho các bác một số mã hàng rất mới, đó là mẫu giày da anh em nhá. Chất liệu của nó thì là 100% là da bò tự nhiên. Đó, và sẽ có cho các bác là mẫu giày và mẫu sục. Bên em có hai mẫu. Cái này thì nó liên quan đến kích thước của chân, cho nên là các bác xem mình nhớ là mình đi cái kích thước nào, số size bao nhiêu thì báo chính xác giúp cho em để em lên đơn cho các bác cho nó tránh nhầm lẫn nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó thì hôm nay bên shop về cho các bác cái mẫu giày đầu tiên nó sẽ là giày sục nhá. Giày sục thì các bác lên cho em là giày sục này, thì nó sẽ có hai mẫu là sục đặc và sục có lỗ như này. Đấy, sục đặc và sục có lỗ như này thì các bác muốn lấy đặc thì lấy, mà lấy có lỗ thì lấy nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Mẫu này đầu tiên nó sẽ là mẫu có lỗ này. Đấy, nó sẽ là dập lỗ như này nhá. Dập lỗ như này. Chất liệu thì bên em làm nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên và có khâu hết các bác này. Đấy, có khâu hết như này. Cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Cỡ của nó thì sẽ là từ 38 đến 42. Từ 38 đến 42 bác nào vừa chân nào thì lấy mẫu đấy cho em. Từ 38 đến 42 nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là sục lỗ này. Đấy, sục lỗ này. Tiếp theo thì con này nó sẽ là sục đặc này. Đấy. Sục thì bên shop sẽ có hai mẫu cho các bác. Hai mẫu cho các bác, đó là sục lỗ và sục đặc, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Màu sắc kiểu dáng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Cỡ thì sẽ là từ 38 đến 42. Mẫu này thì sẽ dành cho các bác là gọi là các bác muốn nhanh, đấy, lười, nó cũng gọi là giày lười cũng được, hoặc là sục cũng được. Đấy, thì em gọi là sục cho nó dễ. Thì các bác lên cho em là sục lỗ và sục đặc nhá. Đấy, giá thì sẽ là
thì các bác lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc nhá. Đấy, sục lỗ này, đó, sục lỗ hoặc là sục đặc nhá, nó có hai loại. Đó thì giá sẽ là 290.000 nhá, 290k cho một đôi. Đấy, 290.000 cho một đôi. Bác nào muốn lấy lỗ thì lấy, mà lấy đặc thì lấy. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên, hàng cực mềm luôn, bao cho các bác test thoải mái luôn nhá, test bật lửa đốt thoải mái cho em. Các bác cứ đốt vào giữa này, đừng đốt vào chỉ nhá, đốt vào giữa này cho em này. Đấy, em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, đốt test thử thoải mái. Lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc thì bên em sẽ có hai mẫu như này, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290.000 cho một đôi sục như này nhá, 290.000 cho một đôi sục như này. Tiếp theo thì bên shop sẽ có cho các bác là mẫu giày đây. Đấy, mẫu giày thì nó cũng có cho các bác là từ size 38 đến size 42, 38 đến 42. Đó, mẫu giày. Đấy, giày này thì nó sẽ là giày nam, chất liệu là 100% là da bò nhá, 100% là da bò, và có khâu hết cho các bác luôn. Đấy, đã khâu trước hết cho các bác như này, cho nên là các bác yên tâm về mà sử dụng thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng mới tinh cho các bác luôn nhá. Đấy, mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất liệu da của nó thì các bác biết rồi. Đấy, chất liệu da của nó thì nó là bằng da bò tự nhiên. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, đốt tét thoải mái, da bò tự nhiên, siêu mềm cho các bác luôn nhá. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng đây, chất da cực kỳ là mềm. Da mới mà đã mềm như này rồi, các bác chỉ cần đi trong vòng là một tuần thôi là nó mềm nhũn ra luôn. Đấy, rất là chất lượng này. Đấy, đế của nó sẽ là đế cao su nhá, đi cực kỳ là mềm và êm ái này. Đấy, và có khâu hết như này luôn. Đó, và kích thước bên shop đang gửi đến các bác thì nó sẽ là từ 40, từ 38 đến 42. Đấy, từ 38 đến 42. Đây. Đấy. Và giá sẽ là 390.000 cho một đôi như này thôi. 390.000 các bác nhá. Đấy, 390.000 cho một đôi giày như này. Đôi này nếu mà các bác vào cửa hiệu mà mua thì nó sẽ bán cho các bác khoảng 6-700.000. 6-700.000 cho một đôi giày như này. Nhưng bên shop bán cho bác giá chỉ có 390.000 thôi. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. 390.000 cho một đôi giày như này. Các bác lên cho em là giày nam nhá. Đấy. Lên cho em là giày da đi, giày da. Cái này thì các bác lên cho em là giày da, giá sẽ là 390.000. Đấy, lên cho em là giày da này. Đấy. Giày da nhá, giá sẽ là 390k cho một đôi. 390.000 cho một đôi. Kích thước của nó là từ 38 đến 42. Bác nào đi cỡ chân nào thì lấy đúng cỡ chân chuẩn cỡ cho em, để tránh cái việc là hàng gửi đến không vừa, hoàn đi hoàn về nó mất, rất là mất công các bác nhá. Và gửi đi vận chuyển đi nó hỏng hàng. Cho nên các bác lưu ý đúng kích thước giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là giày, giày da. Giá của nó sẽ là 390.000 cho một đôi giày da như này. Hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, tuyệt đẹp cho các bác luôn. Đều có khâu vá hết như này thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Đó, các bác lên cho em là thắt lưng đen này. Đấy, mặt của nó thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, mặt tráng gương cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Và chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, da bò tự nhiên, và nó có cái màu đen rất là đẹp như này. Và lẫy của nó thì nó sẽ là lẫy trượt nhá, lẫy trượt. Đấy, lẫy trượt như này. Lấy lấy con trượt như này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này cho em này, đẩy vào này cho em. Đó, đẩy vào này. Đấy, khóa của nó thì rất là ngon luôn, rất là ngon các bác nhá. Đó. Thì con này rất là đẹp các bác nhá. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền hết nhá, mặt đúc liền, rất đẹp cho các bác luôn. Mặt đúc liền như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con thắt lưng da bò như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen, để tránh nhầm với các cái mẫu khác, tại vì bên shop cũng có khá là nhiều mẫu luôn. Đó. Mã này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá. Giá của nó sẽ là 160.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đen này. Thắt lưng đen, giá của nó sẽ là 160k một chiếc nhá. 160.000 cho một chiếc thắt lưng đen như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác cái lô đó là thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy. Các cái kiểu mặt thì nó cũng na ná như nhau thôi. Đấy, các cái kiểu mặt thì đều là mặt đúc liền, tráng gương và nó cũng như nhau. Con này thì nó sẽ là hàng con lăn nhá. Hàng con lăn như này, đó. Và chất liệu của nó thì nó cũng là da bò tự nhiên. Và cái này của nó thì nó sẽ là da bò nguyên khối nhá. Da bò nguyên khối, còn cái kia thì nó sẽ là hàng theo kiểu là hàng may như này. Hàng may như này thì mỗi con nó sẽ có những cái kiểu dáng và cái độ đẹp khác nhau nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nguyên khối như này. Đấy. Và con này thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò. Đấy, nó sẽ có màu đen và màu nâu nhá. Màu đen và màu nâu. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy,
hàng của Mỹ này, đấy, made in USA nhá, made in USA. À, dạng này của nó thì nó sẽ là hàng da bò nguyên miếng nhá, da bò nguyên miếng như này. Đấy, thắt lưng da bò nguyên miếng như này. Thì con này giá của nó sẽ là 190.000. Các bác lên cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò nguyên miếng. Đó, thắt lưng da bò nguyên miếng. Giá sẽ là 190k. Còn con này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Giá của nó sẽ là 160.000. 160.000 cho con thắt lưng đen như này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Bên shop cũng rất là nhiều mẫu mã để gửi tới các bác nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái chai xịt bếp các bác nhá. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt rửa bếp này, cuối năm rồi. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng khi các bác xịt ra thì nó sẽ là một cái dòng bọt như này. Thôi để đổ đi, không phải thử đâu. Một cái dòng bọt như này. Đấy, một cái dòng bọt như này các bác này. Đấy. Và khi đó thì các bác để thì nó sẽ thẩm thấu vào trong các cái phần mà mỡ, các cái phần mà trong không gian bếp nhà mình là nó sẽ tẩy sạch cho các bác luôn. Đó, và giá thì các bác lên cho em là xịt bếp nhá. Xịt bếp giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Xịt bếp giá sẽ là 40k cho một bình xịt bếp như này. 40.000 cho một bình xịt bếp như này các bác nhá. Đó. Đây các bác này, đấy, cái bếp nhà mình đang bị bẩn nhá, bị nấm mốc rồi bị mỡ màng nhá. Các bác xịt vào cho em. Sau đó thì các bác chỉ cần là đánh kỳ đi là xong. Đấy, các bác thấy không? Các cái không gian bếp nó sẽ thêm phần sạch sẽ, sáng bóng và đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Rồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet các bác xịt vào cho em, sau đó thì các bác để là nó sẽ đánh tan và tẩy sạch đi. Đấy, đặc biệt là các cái vết bám dầu mỡ là nó tẩy cực kỳ là tốt luôn. Và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng tự nhiên cho nên dùng nó rất là tốt nhá. Đấy, giá thì sẽ là 45k nhá. Em xin lỗi các bác, em nhầm giá nhá. Giá sẽ là 45k cho một chai xịt bếp như này. Đó. Lên mã giúp em là xịt bếp, giá sẽ là 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ nhá. Đồng hồ thì đợt này bên shop tiếp tục về cho các bác cái đồng hồ SK này. Đồng hồ SK rất là đẹp luôn. Đấy, con đồng hồ SK này thì giá sẽ là 260.000. Hàng của thương hiệu Orin. Đấy, Orin của Nhật các bác nhá. Của Nhật, rất chất lượng cho các bác luôn. Và tên mã của nó là mã đồng hồ SK. Mặt của nó là mặt đỏ này và có cái xoay giờ chỉnh kiểu như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ SK nhá. Đồng hồ SK. Con này thì giá sẽ là 260.000. Đó, đồng hồ SK này. Đấy, lên cho em là đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000 nhá. 260.000 cho con đồng hồ SK như này. Mặt của nó mặt đỏ này và có hai lẫy xoay như này, rất là đẹp các bác nhá. Đó, đồng hồ chạy ok. Đấy, có cả lịch, có cả ngày tháng cho các bác luôn, đầy đủ luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đồng hồ Longines nhá. Đấy, con đồng hồ Longines này. Longines thì là một thương hiệu đồng hồ của Nhật các bác biết rồi. Đó. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. 250.000 cho con đồng hồ Longines như này. Đấy. Mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, dây trắng mạ vàng rất là đẹp luôn. Hàng của thương hiệu Longines của Nhật nhá. Longines của Nhật rất là đẹp luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 250.000. 250.000 cho con đồng hồ Longines như này. Và con này thì tất cả đồng hồ của bên em nó đều là đồng hồ chạy bằng pin hết nhá. Đấy, chạy bằng pin hết. Đấy, có đính đá rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ Longines. Giá của nó sẽ là 250.000. 250.000 cho con đồng hồ Longines như này. Tiếp theo thì em lên cho bác con đồng hồ Rolex nhá. Rolex thì con này nó sẽ là hàng thương hiệu nổi tiếng rồi. Đấy, đồng hồ mặt vàng và có đính đá vùng quanh này, rất là đẹp này các bác này. Đấy. Mặt vàng đính đá vùng quanh rất là đẹp luôn, kim dạ quang nhá, đồng hồ trôi nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300k. 300k cho một con đồng hồ Rolex như này nhá. Đồng hồ Rolex này. Đấy. Có cả lịch luôn nhá, có cả lịch luôn. Hàng thì cũng là hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 300k cho con đồng hồ Rolex này thôi. Đấy, lên cho em là đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex này. Rolex giá của nó sẽ là 300k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán giúp cho em. Đó. Đồng hồ thì chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một mã sản phẩm đó là cái con dao nhá. Các bác lên cho mã giúp cho em đó là con dao G49 nhá. Dao G49. Đấy, nó sẽ là một con dao rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con dao G49 như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một con dao vừa để băm, vừa để thái, vừa để chặt được luôn. Đấy, rất là tiện ích nhá. Hàng đa chức năng.
băm thái chặt được hết, rất là bén luôn các nhá, rất là bén luôn. Cân nặng của nó thì vào khoảng là 3 đến 4 lạng. Hàng của thương hiệu Wattpo này, thép không gỉ này, Japan này, đấy. Rất bén luôn, em test dọc dây bóng cho các bác xem này. Đấy. Rất sắc các bác nhá. Đấy, một con dao chặt mà có thể dọc được dây bóng như này là các bác yên tâm sử dụng rồi. Thì nó sẽ là dòng thép trắng không gỉ, sử dụng cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn, rất là đầm tay nhá. Đấy, nó vào khoảng là từ 3 đến 4 lạng. Đây, cán liền như này, dùng để băm chặt thái rất là ok. Băm chặt thái đều được hết nhá. Nó sẽ là dao đa di năng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000, 150k cho cái mã dao G49 như này nhá. Đấy, giá chỉ có 150k thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao G49, hàng của thương hiệu Wattpo của Nhật này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là dao G49 nhá, G49. Giá của nó sẽ là 150k, 150.000 cho con dao G49 như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây sạc iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Thì nó sẽ bao gồm cho bác là một củ và một dây như này nhá, một củ một dây như này. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác thì giá siêu hợp lý luôn, một củ một dây như này và giá chỉ có 60k thôi. Đấy, hàng thương hiệu iPhone 14 Pro, giá rất hợp lý các nhá. Đấy, giá rất hợp lý luôn, iPhone 14 Pro này giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá, dây sạc nhanh đó, giá của nó sẽ là 60k cho cái dây sạc nhanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái khay úp cốc nhá. Đấy, Tết nhất đến nơi rồi, các bác sắm cho mình và đại gia đình nhà mình một cái khay úp cốc như này. Đấy, để các bác sử dụng để úp cốc chén này, rồi để các bác vệ sinh nó rất là sạch sẽ. Khi lắp thì các bác đẩy cái lẫy này vào cho em này. Đấy, là mình lắp vào. Đấy, nó sẽ lắp vào như này. Thì khi các bác úp những cái cốc cái chén thì nước nó sẽ chảy trong cái đĩa này, và các bác lại tháo ra mình vệ sinh cho em. Tháo ra mình rửa ráy vệ sinh rất là tiện ích luôn. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay úp như này. Một khay như này rất là đẹp này. Đấy. 1 2 3 4 5 6 cái khay như này nhá, 6 cái phần úp như này, 6 phần úp như này. Đấy, và giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là đó là khay úp cốc nhá, giá chỉ có 90.000 thôi. Khay úp cốc giá sẽ là 90k. Giá rất hợp lý rồi, các bác trẻ đi đâu mua được một cái khay đẹp như này. Đấy, hàng mạ vàng 18 carat rất đẹp luôn. Inox mạ vàng các nhá, rất đẹp, rất sáng bóng cho các bác luôn. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là bao nhiêu? Đấy, giá chỉ có cho các bác là 90k cho một khay úp cốc như này, siêu hạt rẻ luôn nhá. Siêu hạt rẻ luôn, 90k cho một khay úp cốc như này. Giá rất hợp lý, các bác có thể mua để sử dụng trực tiếp trong gia đình nhà mình hoặc cho biếu tặng làm quà. Đó, rất ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Một bịch này của nó thì bao gồm là 30 chiếc các bác, 30 tờ. Các bác dùng để mình lau giày, vệ sinh giày dép rất là ok và rất là sạch luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 20k cho một bịch lấy giấy lau giày như này thôi, 20.000. Bác nào mua từ 3 bịch thì bên em tính cho các bác là 3 bịch là bằng 50k nhá, 50k. Ở đây thì cái giấy này nó đã tẩm sẵn các cái loại chất tẩy rồi. Đấy, các bác về mình lau vệ sinh giày dép rất là sạch luôn, giày vải, giày da, các loại giày dép. Hoặc các bác dùng để lau bàn ghế, lau cửa kính rất là sạch luôn nhá. Lau bàn ghế, lau cửa kính rất sạch luôn. Giá thì chỉ có 20.000 một bịch thôi. Và mua từ 3 bịch thì sẽ là 50.000 các bác nhá. Đó. Đây các bác này, đấy, lau rất là sạch luôn nhá. Đấy. Đấy, lau cả mực sạch được mực luôn các bác này. Đấy, rất sạch luôn nhá. Đó. Các bác dùng để mình lau giày thì rất là sạch luôn. Đấy, lau bàn, lau ghế, lau mực mà còn sạch vậy thì các bác lau giày là biết rồi. Đó. Đấy các bác này, đấy. Những cái đôi giày bị bẩn như thế mà các bác lau phát là sạch luôn nhá, đặc biệt là giày trắng nhá. Đó, các bác theo. Đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 một bịch thôi, siêu rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Thì hộp này bao gồm cho các bác là 6 hũ tất cả, 6 hũ gia vị như này. Để các bác có thể dùng để sử dụng để mình làm đựng thực phẩm, đựng thức ăn trong gia đình nhà mình rất là tiện luôn. Đấy. Hàng thì siêu chất cho các bác luôn. Đấy. Lô này về thì nó sẽ là một cái hàng mẫu mới rất là đẹp các bạn, rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có sẵn khay này các bác này. Đấy, sẵn khay này này. Hàng thì của Nhật các bác này, của Nhật, của thương hiệu Zimian các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, các cái khay gia vị như này. Các bác chỉ cần mở nắp này, mở nắp mình tra, sau đó thì mình lại đậy nắp vào cho em, rất tiện luôn. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh. Về nhà các bác cho muối, mì chính, hạt nêm, hạt tiêu, hạt điều vào đây. Đấy, các loại hạt các bác cho vào đây, sau đó thì mình tra thì mình nhỏ ra cho em, sau đó thì lại đậy nắp lại. Rất tiện ích này.
Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 hũ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hũ gia vị như này. Rất đẹp luôn nhá. Đấy. Có thể xoay tròn này. Có thể xoay tròn như này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn nhá. Rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 khay như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy. Đây. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất sang Hàn Quốc nhá. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Có thể xoay tròn như này. Đấy, rất đẹp các bác này, rất đẹp như này. Và bao gồm cho các bác là 6 cái hũ nhá. 6 hũ như này. Đó, 6 hũ như này. Inox rất đẹp này. Đấy, và đây có nắp đậy này, rất tiện ích luôn. Đấy, mở ra cha cha, sau đó thì lại cho vào, rất là tiện luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ 6 hũ gia vị, giá chỉ có 130.000 thôi. Bộ 6 hũ gia vị giá sẽ là 130k. Bộ 6 hũ này. 6 hũ gia vị nhá, 6 hũ gia vị giá sẽ là 130k. 130k cho cái bộ 6 hũ gia vị như này. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ nồi các bác nhá. Mũ nồi. Đây các số hotline của bên em này. Các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác bom cũng tưng bừng luôn. Đó thì em sẽ đi vào chi tiết luôn. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô mũ nồi nhá. Một con mũ rất là đẹp luôn. Con này thì nó rất là tiện ích, các bác có thể đội mùa đông, mùa hè đều được hết nhá. Đấy. Mùa hè thì các bác đội bình thường này cho em, còn mùa đông thì các bác thả cho em cái phần bịt tai này xuống này. Vừa ấm áp vừa là giữ khỏi bị cảm lạnh này, rồi các bác khỏi bị ồn này. Đấy, nó che tai rất là tốt luôn. Đó. Lên cho em là mũ nồi nhá. Chất liệu của nó thì bằng da rất là mềm luôn. Bao nhiêu nhỉ? 100. Các bác lên cho em là mũ nồi, giá sẽ là 100.000. Đây em sẽ đội thực tế cho các bác xem luôn cho nó sinh động trực quan. Đấy, chào các bác nhá. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó. Đây. Đây các bác này. Đấy. Thì nó sẽ có hai kiểu đội, một kiểu đội là mùa đông thì che đi như này cho nó ấm, hoặc lúc nào rét, gió rét thì các bác che đi, còn lúc nào hết gió thì các bác lại cho cái này lên cho em. Mình đội như một cái mũ bình thường. Đó, rất đẹp các bác theo. Đây, rất đẹp và rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Giá rất là tốt luôn. Đây em đội các bác xem này. Đấy các bác quan sát chưa? Em đội nó cũng khá là ôm đầu và đẹp luôn. Đấy, ôm đầu và đẹp luôn. Đó. Thì em cũng đầu tư một con này để em đội cho nó patch select các bác nhá. Đó, rất đẹp các bác này. Đấy, rất chất chơi luôn các bác nhá. Chất chơi con rơi luôn. Đó, rất đẹp luôn các bác này. Đây. Chất liệu của nó thì bằng da nhá, và bên trong của nó thì bằng nhung này, bằng nhung như này. Rất đẹp luôn. Ngoài ra thì các bác có thể thả xuống như này nhá. Thả xuống như này để che tai này. Che tai rất là ấm luôn, thì các bác đi xe đạp, xe máy này, hoặc là mình đi ra ngoài trời thì mình che đi cho em, rất là đẹp luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho một con mũ nồi này thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn, không thể tin nổi luôn. Chỉ có 100.000 cho một con mũ nồi này thôi các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là mũ nồi nhá. Giá sẽ là 100.000. Đó. Cái này thì các bác có thể thả cái khuy này xuống này, hoặc là bấm lên này. Bên trong của nó thì là bằng nhung hết này, bằng nhung rất là đẹp luôn. Đấy, đường trần đường máy cực kỳ là kỹ luôn. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, siêu hạt rẻ luôn, phải nói là giá rất hạt rẻ cho các bác. Giá này thì ai cũng có thể mua được chứ không phải là lăn tăn gì cả nhá. Lên mã giúp cho em là mũ nồi này, mũ nồi. Giá của nó sẽ là 100 cành, 100 cành cho con mũ nồi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nai nhá. Một vỉ này sẽ bao gồm là 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một vỉ 5 đôi như này. 80.000 các bác nhá. Đấy. 80.000 cho một vỉ 5 đôi như này các bác này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Tất thì khá là dài và đẹp luôn, khá dài và đẹp như này nhá. Đấy, tất khá dài đẹp. Đấy, màu sắc đẹp, trang nhã lịch sự. Bên shop có hai màu, cầm cho anh cái tất vỉ đây. Đấy, có hai màu, màu ghi và màu đen nhá, màu ghi và màu đen. Đấy, màu ghi và màu đen như này. Hai màu luôn, màu ghi và màu đen như này, và cái giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, hàng thì siêu dai luôn, trên cổ là có chun nhá. Hàng co giãn 4 chiều luôn, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt và chống hôi chân. Hàng của thương hiệu Nai nhá, của thương hiệu Nai. Giá thì sẽ là 80k. Đấy, 80k cho một hộp như này, bao gồm là sẽ bao gồm cho các bác là đi 5 đôi nhá, 5 đôi. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất hộp nhá, tất hộp này. Tất hộp thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Giá thì sẽ là 85k. Đấy, tất hộp 85.000 có màu đen màu ghi, các bác lấy màu nào lấy, bên em bán nguyên hộp. Tiếp theo thì sẽ là cái dòng tất vỉ này. Một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm cho anh em các bác là 10 đôi nhá. Một vỉ này thì sẽ bao gồm là 10 đôi. Đấy, 10 đôi tất như này. Hàng của thương hiệu Nai, cái này thì nó sẽ ngắn cổ hơn một chút, ngắn cổ hơn một chút nhá. Dòng này thì nó sẽ có màu trắng và màu đen. Đấy, cũng là co giãn 4 chiều. Đấy,
thoáng khí, chống nấm mốc, chống hôi chân nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái tất vỉ như này thì giá sẽ là 85.000 nhá. 85.000 cho một vỉ. Một vỉ này bao gồm cho các bác là 10 đôi. Đấy. Thì các bác lên cho em là tất vỉ 10 nhá. Đấy, tất vỉ 10. Có màu đen và màu trắng nhá. Màu đen và màu trắng này. Giá thì sẽ là 85k nhá. Đấy, 85.000 cho một vỉ bao gồm 10 đôi. Bên em bán theo vỉ, không bán lẻ nhá, không bán lẻ và không không đảo màu nhá. Đấy, ví dụ các bác lấy là nguyên vỉ màu đen hoặc nguyên vỉ màu trắng chứ không bán đảo màu. 85.000 tính ra vào giá chỉ có cho các bác là rất là rẻ thôi. Đấy, rất là rẻ rồi, các bác tự chia nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái thước laser này, thước laser như này. Con này thì nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Anh em các bác làm thợ, làm nghề chiến công trình hoặc là sử dụng sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Có cái tia laser như này. Đấy, và các bác bật lên này. Đấy, bật lên thì nó sẽ là một cái tia laser rất là rọi như này các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất là rọi luôn. Và nó sẽ khi các bác gạt đi thì nó sẽ là tia nằm ngang này. Đấy, tia nằm ngang này, tiếp theo là đến là tia nằm dọc này. Và đẩy lên giữa thì nó sẽ là hai tia góc vuông như này. Để các bác lấy góc vuông nó rất là tiện này. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là ba cái mực thước này, ba cái mực thước như này, kèm thêm cho các bác là một cái thước đo này, thước đo 6 cm này và 15 cm này. Đó, và một con thước rút như nữa, một con thước rút như này. Đó, một con thước rút như này nữa này. Đấy, thước rút rất tiện ích luôn. Đó. Thì con này rất là đa di năng luôn. Và giá thì cực kỳ là hạt rẻ nhá, chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một con thước laser như này, rất rẻ luôn các bạn, rất rẻ luôn. Các bác lên cho em là thước laser nhá, thước laser. Giá của nó sẽ là 90k. Đó, lên mã giúp cho em đó là thước laser này. Thước laser, giá sẽ là 90k cho một con thước laser như này nhá. 90.000 cho một em. Đó, giá siêu tốt cho các bác luôn. 90.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo dán giày nhá. 15.000 cho một típ như này. Đấy, cho một típ như này. Nó sẽ là thuộc dạng keo trắng nhá. Keo trắng như này và dòng này của nó sẽ là keo khô chậm nhá, khô chậm, cho nên các bác dán giày cứ để cho em là khoảng là 1 đến 2 ngày là tốt nhất. Đấy. Thì cái keo nó sẽ thẩm thấu vào cái phần da và phần vải, nó sẽ giúp cho các bác là giữ cho cái phần giày của mình nó rất là tốt. Và ưu điểm của nó là nó không bị giòn. Nếu mà nó bị giòn thì khi các bác dán vào nó sẽ bị gọi là nó sẽ bị nhanh bong ra, nhưng mà cái này là nó là keo mềm cho nên là nó rất là tốt luôn. Keo dán giày. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 15.000 cho một típ keo dán giày này thôi nhá. Đây các bác này. Đó. Chỉ có 15k cho một típ keo dán giày này thôi. Đấy, dán vào rất là ngon luôn. Các bác có thể dán giày, dán dép, dán các cái đồ thủ công cũng đều được nhá. Đấy, đặc biệt là chuyên dùng để cho dán giày. Thì các bác dán xong thì cứ để cho em là 24 giờ là tốt nhất các bác nhá. Đấy, để cho nó thẩm thấu. Chứ nếu các bác dán xong mà mình bỏ ra ngay thì nó cũng không tốt. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 cho một típ này thôi. Giá sẽ là 15k và lấy từ 3 típ thì sẽ là 50.000. 15k cho một típ như này. Mua 3 típ bên em tính cho bác 50.000 cho 3 típ luôn. À, 15.000 cho một típ như này và xin lỗi các bác là 15.000 một típ như này nhá. 15.000 một típ này thôi. Đó, giá này là giá tốt lắm không? Tiếp theo là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con các bác lên cho em là lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm thì con này nó sẽ có còi hú như này. Đấy. Khi các bác sử dụng bình thường thì nó sẽ là không kêu, còn các bác đảo chiều đi sẽ kêu nhá. Chạm nhẹ thì nó sẽ kêu một tiếng và chạm mạnh thì nó sẽ ú này. Ui giời, ú hết cả tai các bác. Đấy. Bình thường các bác sử dụng thì các bác dùng cái lẫy bên này xem, dùng cái lẫy bên này nhá. Đấy, là không muốn khóa nó kêu thì dùng cái lẫy bên này. Còn muốn khóa nó kêu thì các bác đảo chiều đi cho em. Đảo chiều đi này. Đấy. Chết cha mày chưa. Trộm chạm vào nhá. Chạm vào đi. Úi xời ơi. Các bác thấy chưa. Đó. Chạy mất dép luôn các bác nhá. Chạy mất dép luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con khóa chống trộm như này thôi. Đấy. Hàng chất lượng mà giá hợp lý nhá. Đấy. Đây. Đấy. Các bác thấy chưa. Đó. 80.000 cho một con như này và nó sẽ có cho các bác là giọng chìa rãnh nhá. Chìa rãnh như này thì rất là khó làm giả được. Đây, chìa rãnh như này thì khó làm giả lắm. Và giá thì nói chung là giá này là giá khá hợp lý rồi. Giá này là giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. 80k cho một con khóa chống trộm như này thì các bác nên mua. Thứ nhất là các bác có thể khóa cổng, khóa cửa này, khóa xe đạp, xe máy này, hoặc là các cái tài sản của mình cần phải bảo vệ thì các bác chỉ cần là khóa vào cho em. Đấy, ví dụ như các bác khóa vào cái xe máy của mình hoặc khóa vào cái xe đạp của mình. Đấy, thì khi mà có trộm nó động vào là nó đã kêu rồi nhá. Khóa chống trộm. Lên cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm.
Đấy. Khóa chống trộm có còi hú nhá. Giá sẽ là 80k nhá. Giá siêu là rẻ luôn, 80.000 cho một khóa chống trộm có còi hú như này. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đồng hồ thông minh này. Đấy thì lên mã cho em là đồng hồ T8 nhá, đồng hồ T8. Giá thì chỉ có cho bác là 170.000 thôi. Có dây quai cao su như này và có đốc sạc nhá. Về nhà thì các bác lắp cái quai thì các bác lắp vào cái đầu này cho em này. Đấy, lắp cái quai thì các bác lắp vào cái phần thân này cho em này. Đấy, lắp vào đây. Đấy là xong nhá. Đó. Và dòng này của nó thì bên em gửi đến các bác thì đa số nó sẽ là dòng hết pin. Thì về nhà các bác lưu ý là các bác tự sạc pin vào cho em. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về thì 100% nó là hết pin nhá. Về nhà thì các bác cắm vào cái, đặt vào cái đốc sạc này, cắm vào cái củ USB nhà mình đây nhá. Đấy, nó có đốc sạc này các bạn này. Đấy, đốc sạc có 500 hit luôn, chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đấy, và về nhà thì các bác bật lên cho em là mình sử dụng thôi. Con này có tính năng đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi kết nối được cả điện thoại nhá. Nhưng kết nối điện thoại thì em không có giới thiệu ở đây, thì em chỉ giới thiệu qua thôi. Còn là em chỉ bán với cái chức năng là đo nhịp tim, đo huyết áp thôi nhá. Và đồng hồ thông minh nhá, đồng hồ xem giờ. Đó, lên mã giúp cho em là đồng hồ T8, giá là 170k nhá. 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Đồng hồ thông minh T8 rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Dưới 200 thì cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái nắp cống nhựa nhá. Nắp cống nhựa ngăn mùi. Thì bên shop có hai mẫu nắp bằng nhựa và nắp bằng đồng. Thì em sẽ lên trực tiếp cho xem cầm cho cái nắp đồng này. Con này thì nắp sẽ bằng nhựa nhá, nắp bằng nhựa. Thì về nhà các bác lắp đặt cũng rất là dễ dàng thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì nắp cống nhựa ngăn mùi này giá chỉ có 15k một chiếc thôi nhá. 15k một chiếc. Các bác có thể cho vào thoát sàn nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, hoặc là cho vào các cái dòng như là chậu rửa bát, chậu rửa mặt cũng vừa hết nhá. Chậu rửa bát nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là nắp cống nhựa ngăn mùi. Giá sẽ là 15k. Nắp cống nhựa ngăn mùi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn này. Đấy. Đây các bác này. Đó. Nó sẽ là một con nắp cống như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp xuống cho em là xong. Đấy. Rất là tiện và giúp ngăn mùi rất là tốt và rất là sạch sẽ. Đấy, có cái phần giữ rác này nó cũng rất là tốt luôn. Các bác có thể cho cả vào chậu rửa cũng được. Đây. Test trực tiếp luôn nhá. Đấy. Rất tiện luôn các bác này. Giúp bạn tiết kiệm chi phí khi sản phẩm thay thế các loại lắp inox đắt đỏ, kém hiệu quả. Giờ đây bạn chỉ cần bỏ ra chi phí rất nhỏ mà vẫn đạt được hiệu quả vượt trội. Bạn đang gặp rắc rối, ống nhà tắm bốc mùi hôi khó chịu, da và tóc thiếu xuống cống gây tắc nghẽn, côn trùng và vi khuẩn tràn lên theo đường ống. Mũ nắp phễu ngăn mùi thoát sàn chống trào ngược là sản phẩm dành cho bạn. Sản phẩm sẽ giúp bạn ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn, thoát nước dễ dàng, xóa bỏ nỗi lo tắc cống. Mũ nắp phễu ngăn mùi lắp đặt dễ dàng, bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm chi phí khi sản phẩm thay thế các loại. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 các bác nhá. Nắp cống đồng ngăn mùi này. Đấy, đây sẽ là con nắp cống đồng ngăn mùi đây. Con này thì nó sẽ là bằng đồng. Đấy, bằng đồng các bác nhá. Bằng đồng đúc, và cái cơ chế hoạt động của nó thì nó sẽ là khi nước nó xả xuống thì nó sẽ tự mở này. Nước xả xuống nó sẽ tự mở như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Con nắp cống đồng này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Đấy, con này thì nắp bằng đồng. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đấy. Khi xả thì nước nó sẽ tự chảy này. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Cơ chế hoạt động của nó rất đơn giản thôi. Xả thì nó sẽ tự chảy và ngăn mùi rất là tốt nhá. Đấy, giúp cho các bác ngăn mùi rất là tốt luôn. Đậy vào cái là kín mùi luôn. Đấy, tại vì cái cơ chế của nó thì nó sẽ là cái cơ chế là khi xả nước thì nó sẽ mở và không xả thì nó sẽ ngắt. Con này thì sẽ là 50.000. Có kèm cho các bác một cái long đen như này. Nếu mà nhà tắm nhà các bác cái vòi mặt chậu to thì các bác lắp thêm cái long đen này vào cho em. Thì tháo cái giòn ra lắp cái long đen này vào. Còn nếu không nhà tắm mà cái và chậu rửa nó vừa thì các bác lắp trực tiếp vào cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho cái nắp cống ngăn mùi bằng đồng này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con đèn các bác nhá. Đấy, nó sẽ là một con đèn đèn đeo đầu wifi như này. Đấy. Con này thì rất là sáng các bác nhá, và có điều chỉnh như này, có điều chỉnh này rất là sáng luôn. Đó, có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đó. Ngoài ra con này thì nó sẽ có cho các bác là cái mắt cảm biến này. Có hai con mắt cảm biến ở đây. Đấy, các bác gạt qua nó sẽ sáng, gạt qua nó tắt, rất tiện luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đèn wifi như này. Giá của nó sẽ là 100 mấy nhỉ? 130.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi.
Giá sẽ là 130k một con, 130.000 cho con đèn wifi như này. Con này thì rất tiện để cho các bác sử dụng, đặc biệt là bác nào làm thợ làm nghề mà chân tay mình không muốn chạm trực tiếp vào đèn, sợ nó bẩn, nó mất vệ sinh, bán cá bán tép hoặc là đi làm bùn đất thì các bác dùng con này cho em rất là tiện. Các bác chỉ cần gạt qua cái nó tắt luôn. Lên cho em là đèn wifi, giá sẽ là 130.000. Đèn wifi giá sẽ là 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ bài vàng đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ bài như này. Đấy, cuối năm rồi các bác chơi bài, chơi tú thì dùng cái này cho em. Đấy, bên ngoài của nó thì nó sẽ là hình con thuyền rất là đẹp như này. Đấy, và bên trong của nó thì nó sẽ là màu sắc như này. Dòng này của nó là bài bằng nhựa nhá, bài bằng nhựa các bác. Đấy, bằng nhựa chứ không phải là bằng giấy, cho nên là các bác dùng nó rất là cứng và bền. Đây các bác này. Đấy. Uốn cong thoải mái luôn. Đấy, uốn cong thoải mái luôn. Nó bằng nhựa nhá, nó bằng nhựa này. Dùng nó rất là đã các bạn. Đấy, dùng rất là đã luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Rất đã luôn, rất là sướng nhá. Đấy, bằng nhựa này các bác này. Nó là nhựa lá nhá, nhựa lá dùng nó rất là thích. Các bác dùng rồi quấn rồi kẹp các bác này, rất là ok luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Lên mã giúp cho em đó là bài vàng. Giá sẽ là 50.000 cho một bộ bài vàng như này. 50k nhá. Bình thường các bác mua một cái bộ bài giấy đều cũng đã 20-30.000 rồi. Thế mà một cái bộ bài vàng đẹp như này giá chỉ có 50k thôi. 50 cành cho một bộ bài vàng như này, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ lấy dây tai nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ lấy dây tai đa di năng như này. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đựng trong một cái hộp bằng inox như này, và bao gồm cho các bác là đây, đấy, rất nhiều các cái chi tiết này. 1 2 3 4 5 6 chi tiết tất cả luôn. Đó, 6 chi tiết tất cả này. Có cả những cái đầu lò xo này để các bác lấy dây tai rất là tiện luôn. Đó. Và đựng trong một cái hộp này các bác có thể treo vào móc khóa này để mình mang đi trực tiếp này, hoặc để ở nhà rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là các bác lấy mã giúp cho em đó là bộ lấy dây tai inox nhá. Lấy dây tai inox giá của nó sẽ là 30 cành. 30k cho một cái bộ lấy dây tai inox như này nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi xoay nhá. Đấy, vòi xoay. Vòi bạc xoay xoay 360 độ. Đây, bằng inox nhá, bằng inox như này, và có thể xoay 360 độ được. Thì các bác về các bác xoáy vào chậu rửa mặt, chậu rửa bát nhà mình. Mình dùng để mình điều chỉnh có nước một vòi và có nước hoa sen nhá, rất đầy đủ các chi tiết như này. Về nhà các bác cho vào mình sử dụng nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc xoay 360 độ, giá sẽ là 80k. Vòi bạc này nó màu bạc mà, nó xoay 360 độ, xoay 360 độ nha, và giá sẽ là 80 cành. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bạn này, đầu nối vòi cánh tay robot xoay 1024 độ, xoay mọi hướng dễ dàng, không những giúp rửa tay đỡ bắn nước ra thành chậu mà giúp các bác rửa mặt, đánh răng, gội đầu, cô rửa chậu vô cùng tiện lợi. Đầu vòi được làm bằng đồng rất chắc chắn, bền bỉ, được phủ cờ rung sáng bóng, sang trọng. Đầu vòi được tích hợp cả gen trong và gen ngoài, giúp dễ dàng lắc cho hầu hết mọi loại vòi chậu rửa trên thị trường. Mà không chỉ có chậu rửa mặt, khi nối vào đầu vòi rửa chén bát, vòi nước nhà bạn sẽ lên một tầm cao mới. Với 50 suất đầu tiên cho anh chị nào đặt hàng ngay tại đường đấy, có gen trong gen ngoài cho bác luôn nha, xoáy rất là ngon luôn nha. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cân treo nhá. Cân treo cầm tay như này các bác có thể mang đi để mình đi du lịch này, cân cá, cân tôm, cân tép này, mua hàng này để mình check lại này, rồi mua đi máy bay thì mình mang đi để mình cân đồ này, nói chung là rất là đa di năng luôn. Các bác lắp cái viên pin vào đây cho em, lắp viên pin vào đây. Đấy, sau đó thì mình lắp vào đây cho em là xong nhá. Đó, lắp vào đây. Đấy, nếu mà các bác lắp pin vào mà bật không lên thì tháo ra đảo cái chiều viên pin lại cho em. Đấy, đảo ngược cái chiều pin lại là ok. Giá thì sẽ là 90.000 cho một cái con cân treo cầm tay như này. Cân treo cầm tay này các bác nhá. Đấy, lên cho em là cân treo cầm tay. Rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ treo lên như này để các bác có thể cân đồ đạc này, cân các thứ rất là ok luôn. Đó, các bác muốn cân cái gì thì cân. Đó, đây, ví dụ treo lên như này là mình cân thôi, rất là tiện quá này. Đấy, đây nhá, em cân thử cho các bác xem này. Đấy, 0,10kg các bác này. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái chế độ cân và cập nhật cả nhiệt độ luôn. Và ưu điểm của nó có đèn LED như này,
thì anh em các bác thợ câu cá này đi câu ban đêm ban điếc dùng con này rất là ok. Một con cân treo này rất là ngon. Con này mắc của nó là lên tới là 50 cân nhá, lên tới 50 kg luôn. Đấy thì cân được 50 cân. Còn về nhà các bác muốn cân bao nhiêu thì cân, mặc định của nhà sản xuất là như thế. Còn về nhà thì các bác có thể cân 10 cân, 20 cân, 30 cân, 40 cân, cân tới 50 cân cũng được, tùy theo. Các bác cứ cân thôi. Đấy. Thoải mái đi các bác nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo cầm tay nhá. Đấy. Cân treo cầm tay giá sẽ là 90 cành. Rồi em chào các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các cái mẫu hàng mới thì em lại lên video trân trọng gửi cho các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy các bác cứ cân nhắc mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Cầm cho anh hai cái túi táo vào đây. Không còn viên nào à? Đưa cho anh đi biển nào. Hôm nay thì bên shop về cho các bác mã sản phẩm đó là cái nho khô các bác nhá, nho khô. Đó. Nho khô của Hàn Quốc này. Hàng thì sản xuất tại Hàn Quốc nhá, được phân phối bởi tập đoàn Samsung này, đấy tập đoàn Samsung và các cái tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Các bác có thể mua về để cho biếu tặng làm quà cũng như là mua về để đi Tết này, vừa sang xị mịn vừa lịch sự này. Đó. Thì hạn sử dụng của nó khá là dài luôn. Và bên shop bán theo một bịch như này nhá. Một bịch như này thì đây. Nho của nó thì hạt của nó rất là đều nhá, hạt to đều đẹp. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Nho của Hàn Quốc rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Và cái giá thì cũng rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một hộp nho khô này thôi, 90.000 cho hộp nho khô này nhá. Hàng của Hàn Quốc nhá, made in Korea luôn các bác nhá, made in Korea, hàng của Hàn Quốc luôn. Rất tuyệt vời, rất chất lượng này. Chất nho thì các bác biết rồi. Đấy, khỏi phải bàn luôn. Đây, hạt to đều đẹp. Đấy, không chất bảo quản, không phẩm màu nhá. Giữ nguyên màu nguyên vị các bác nhá, nguyên màu nguyên vị. Ăn thì ngọt và ngọt thanh nhá và không bị chát nhá, không bị chát các bác nhá. Đó, rất đẹp các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một bịch nho khô như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là nho khô, giá của nó sẽ là 90k các bác nhá. Nho khô 90.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nho khô này. Nho khô giá của nó sẽ là 90k trên một hộp như này nhá. 90.000 cho một hộp nho khô như này. Hàng này thì rất tuyệt vời luôn. Đấy, của Hàn Quốc nhá, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đây. Đấy, made in Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất đẹp. Lên mã giúp cho em là nho khô. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại Nokia nhá. Đấy, một cái dòng điện thoại Nokia, một cái dòng điện thoại một SIM. Đấy, một SIM như này. Con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng thôi. Cái giá thì giá cực kỳ là hạt rẻ và ưu đãi rồi. Chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con điện thoại một SIM như này. Giá sẽ là 150k nhé. Bao gồm cho các bác là một pin này. Đấy, một pin này, một củ sạc này và một chiếc điện thoại như này. Về nhà các bác lắp vào cho em. Đó, rất ngon lành nhá. Đấy, bàn phím thì cực kỳ là êm, nổi, rất là ngon lành cho bác luôn. Combo này, hàng của thương hiệu Nokia nhá. Đó, giá chỉ 150.000 thôi. Về nhà các bác chỉ cần là lắp SIM và là mình nghe gọi bình thường thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là điện thoại một SIM nhá. Điện thoại một SIM này, giá của nó sẽ là 150k nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là set thìa đũa nhá. Ở đây thì sẽ là combo cho các bác này, bao gồm cho các bác là 6 cái thìa và 6 đôi đũa. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho một cái combo như này sẽ bao gồm cho các bác là hàng sẽ là hàng inox 304, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Và cái giá thì sẽ là 80.000 cho 6 cái thìa. Đây, nguyên cái thìa đã chất lượng rồi, dày dẫn chắc chắn này. Dày dẫn chắc chắn vô cùng luôn các bác nhá. Đó, inox 304 này, Su-304, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đó. Và rất là cứng cáp, dày dẫn chắc chắn, cứng cáp, sáng bóng đẹp, rất dễ rửa ráy nhá và to dày dẫn. Đấy, combo cho các bác này, 6 thìa và 6 đôi đũa. Đây, 6 thìa, 6 đôi đũa như này, đầu đũa có đánh nhám chống dính luôn. Mà cái giá thì thực sự là yêu thương luôn nhá. Đấy, thực sự là yêu thương luôn. Các bác lên cho em là set thìa đũa nhá, set thìa đũa. Đấy, set thìa cộng với lại đũa luôn, thìa cộng đũa nhá. Đấy, giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80k cho một set như này. Các bác chả đi đâu mà mua được combo cho em là 6 cái thìa rồi và 6 cái thìa và 6 đôi đũa. Giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải của Hàn Quốc nhá. Đấy, đây nó sẽ là
một cái dòng bàn chải của Hàn Quốc. Bàn chải được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá, sợi than tre hoạt tính như này đó. Và con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, đây các màu sắc khác nhau cho các bác luôn. Đây, đầy đủ màu mè cho các bác lựa chọn nhá. Được làm từ sợi than tre nhá, cực kỳ là đẹp luôn các bác này, cực kỳ là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là sốc luôn. Đấy, hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 20.000 cho 4 cái luôn nhá, 20.000 cho 4 cái. Bình thường nếu các bác đi ra ngoài mà mua nhá, đấy là cũng phải mất 10 đến 15.000 cho một chiếc bàn chải thường. Mà đây một cái chiếc bàn chải Hàn Quốc như này mà giá thì rất là ưu đãi cho các bác luôn. Các bác mua 4 cái là bằng 20k này, 10 cái sẽ là bằng 40k. Đấy, 40k và mua cả hộp như này là 30 chiếc là bằng 110.000 nhá, 30 cái. Một hộp này là 30 cái là 110.000. Đấy, một hộp này là 30 chiếc luôn. 30 chiếc là có 110k thôi. 30 chiếc được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá. Hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy này. Đây nó sẽ là một con cốc như này. Về nhà các bác dùng nó rất là tiện ích. Về các bác dùng có thể để mình pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc linh tinh và linh tinh luôn. Đấy, rất là đa di năng như này. Đấy. Rất là tiện ích nhá. Đấy, về nhà các bác lắp pin cho em. Lắp cho em là hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đó. Lắp cho em cái hai viên pin con thỏ nhỏ vào cái đít này cho em là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Đó, và rất dễ sử dụng. Đấy, lắp pin vào sau đó thì các bác sử dụng như bình thường thôi. Đấy, bật công tắc này lên này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái hạt nam châm từ trường. Đó. Và nó luôn luôn là dính vào đây. Đấy, các bác lấy ra rửa cũng được. Rất là ok. Mình bật thì nó sẽ xoay cái hạt nam châm từ trường này và nó giúp cho các bác ngoáy rất là tốt luôn. Bên trong thì bằng inox sáng bóng này. Đấy. Nắp có giòn nhá, nắp có giòn cao su luôn, rất là chặt. Bên ngoài thì giữ nhiệt rất là tốt luôn. Vừa để pha cà phê, vừa là pha ngũ cốc, pha các loại hạt rồi giữ nhiệt rất là tốt nhá. Lên cho em đó là cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy, dung tích của nó là 380ml cả vỏ luôn. Cốc tự khuấy này, cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho con cốc tự khuấy như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là gắp nóng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con gắp như này. Thì các bác có thể dùng để mình pha mình gọi là làm trong nhà bếp. Làm trong nhà bếp thì các bác có thể dùng để mình gọi là chiên, rán, xào, nấu đều được hết. Rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ như này. Các bác dùng để mình rán bánh này, lật bánh, lật cá, rồi chiên, rồi nói chung là làm các đồ đoàn đều ok hết. Và cái giá thì thực sự là rất là tốt cho các bác luôn. Chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em là gắp nóng nhá. Giá nó sẽ là 30k cho một em gắp nóng như này. 30.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Và có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, có quạt này. Đấy, có quạt này. Đấy, có cả quạt mát cho các bác luôn. Quạt mát này các bác này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn quạt đi cho nó dễ. Đó, tại vì nó có cả cái quạt như này. Thì lên cho em là đèn quạt đi, tại vì đèn bão thì nhiều bác lại nhầm với những cái loại đèn khác. Đó. Và cái đèn này nó sẽ có là một đèn và một quạt, thì lên cho em là đèn quạt nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con đèn quạt như này thôi. Đấy, nó sẽ có là đèn này, đấy, và đầu bên này thì sẽ có một cái quạt mát này. Đấy, một quạt mát luôn. Đấy, đèn kèm quạt luôn. Và con này thì nó sẽ có sẵn pin rồi, và các bác có thể lắp thêm pin tiểu vào đây nếu mà cái pin bình thường nó hết, pin 168 nó hết thì các bác lắp pin tiểu vào cho em. Đấy. Cái quạt này các bác có thể sử dụng liên tục cho em trong vòng từ 3 đến 6 tiếng nhá. Từ 3 đến 6 tiếng. Quạt rất là mạnh luôn. Đó. Các bác lên tên cho em là đèn bão hoặc là đèn quạt cũng được. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi. 100.000 tròn. Nó có dây sạc sẵn rồi. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em xong. Con này thì siêu tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn quạt nhá. Đèn quạt này. Giá của nó sẽ là 100k. 100k cho con đèn quạt thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi bằng tay này. Đấy, con này thì các bác dùng bằng tay mình tỉa thôi. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây. Đấy. Cơ chế hoạt động của nó thì nó sẽ là xoay vòng như này và rất là tiện này. Đây em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đây nhá. Đây ví dụ như cái chổi này em sẽ cắt thử này. Đấy, các bác đưa vào mình cắt như này chưa? Đó, cắt này này. Đấy, ở đây nó sẽ đứt ra này. Các bác thấy không? Đó. Và khi mình đưa vào mũi thì cũng vậy thôi. Các bác cứ đưa vào này là cắt này nó sẽ ra nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 50 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi bằng tay. Giá sẽ là 50k. Đó. Tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi bằng tay nhá. Giá sẽ là 50k một chiếc như này.
50k trong chiếc tỉa lông mũi bằng tay như này, rất tiện ích luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái khăn mặt Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc thì bên shop bán theo vỉ nhá, một vỉ này của nó sẽ là 60.000 cho một vỉ 10 cái này, 1 2 3 4 5. Đấy, là 2 dây là 10 chiếc là 60.000. Còn bán lẻ thì bên shop sẽ bán cho bác là 20.000 ba cái nhá. 20.000 ba cái, còn một vỉ 10 cái là 60.000. Đây. Các bác này. Đó. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 30, một chiều 50. Chất liệu 100% sợi bông tự nhiên, siêu thấm hút nước. Đó. Các bác có thể dùng để mình thứ nhất là rửa mặt này. Đấy, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa này. Đấy, mua một bịch này về mình dùng dần và dùng vào các công việc đều được hết nhá. Đấy, nhà có cỗ có bàn mình đưa ra mình lau tay cũng được, rất là sạch sẽ luôn, rất tiện ích. Ăn cơm ăn nước mình dùng để lau tay, lau mũi cho trẻ em rất là ok. Đó. Giá thì sẽ là 60.000 cho một bịch như này, bao gồm cho các bác là 10 cái. 60k trên một bịch như này nhá, 60k trên một bịch là 10 cái nhá. Đấy, còn mua lẻ thì sẽ là 20k. 20k thì được bằng 3 cái nhá, 20.000 ba cái. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái ấm pha trà nhá. Ấm pha trà thì lô này về nó sẽ có cho các bác là cả màu đỏ nhá, có cả màu đỏ nữa đấy các bác này. Đấy, màu đỏ cam như này. Đấy, màu cam như này các bác này, màu cam, màu đỏ cam rất là đẹp luôn. Đó. Lô này về lại là màu đỏ cam nhá. Và giá thì chỉ có 110.000 cho một con ấm pha trà này thôi. Con này dung tích của nó là 1 lít nhá, dung tích của nó là 1 lít và con này giữ nhiệt rất là tốt luôn, giữ nóng giữ lạnh cho các bác luôn nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương luôn. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái lưới lọc như này để các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt hoặc các cái loại đồ uống mình có sơ thì mình cho vào đây chứ, rất là tiện luôn. Đó, sau đó xoay nắp vào. Con này thì nó cũng hơi giữ nhiệt thôi chứ không giữ hẳn là giữ nhiệt đâu. Đấy, nó cũng hơi giữ nhiệt thôi. Đấy, bên trong thì bằng inox sáng bóng này, dưới đít thì có lót cao su chống trơn trượt này. Đấy, và bên ngoài thì nó sẽ là sơn tĩnh điện nhá, sơn tĩnh điện. Và con này thì cũng có chức năng giữ nhiệt nhưng mà nó không cao. Đó, và cái giá thì chỉ có 110k thôi. Lên cho em là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Đấy. Bên shop về thì nó sẽ có lô màu đen, lô màu vàng cam như này, đây lô màu cam nhá, 110k cho con ấm pha trà như này. Đó. Giá khá là hợp lý cho các bác. Hello các bác nhá, hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái đồ da của bên em. Đấy, đồ da thì nó sẽ có cho các bác là các loại túi da này, ví da này, rồi thắt lưng da bò này, thắt lưng da cá sấu này và rất là nhiều mã hàng khác nữa để em lên video gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship và một số mã lạ có trong chương trình. Nếu đơn mã nào bao ship thì bên em sẽ báo thẳng là bao ship cho các bác luôn. Mã đầu tiên em lên cho các bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái mũ da bò nhá. Mũ da bò. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Gucci. Đó, thì cái này bên shop cũng không có nhiều, chỉ còn có vài cái này thôi. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Giá của nó sẽ là 350.000 cho một cái con mũ da bò như này nhá. Lên mã giúp cho em là mũ da bò, giá sẽ là 350k. Nó sẽ có cho các bác là màu nâu và màu đen như này, hai màu rất là đẹp luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Ý nhá. Đấy, cỡ của nó là cỡ XL, cỡ to luôn. Đây, made in Italia này, hàng của Ý cực kỳ cao cấp luôn nhá. Đó, và xuất đi rất là nhiều nước luôn. Đấy, Anh, Pháp, rồi Nhật, rồi Hàn Quốc, rất nhiều nước luôn nhá. Và đây thì cái đai này của nó đằng sau này sẽ là đai bằng đồng như này. Và nó sẽ có 3 cữ nhá, 3 cữ. Thì các bác có thể là đeo cữ 1, cữ 2, cữ 3 tùy theo mình có thể thả ra hoặc là nhấn vào, tùy theo nhu cầu và cái khổ của đầu mình nhá. Đấy, con này thì cực kỳ là ôm đầu và đẹp luôn. Đó, chất liệu của nó thì 100% là bằng da bò tự nhiên nhá, bằng da bò tự nhiên. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn nhá, đốt thoải mái luôn. Lên cho em đó là mũ da bò 350.000 một chiếc nhá. 350.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop sẽ về cho các bác cái thắt lưng da bò. Thắt lưng da bò hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ. Đấy, hàng của Mỹ đây. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò, hàng made in USA này. Đó, made in USA. Đó, hàng của Mỹ, cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên và mặt của nó là mặt tráng gương cực kỳ đẹp nhá. Mặt tráng gương cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ có cho các bác là khóa của nó là khóa con lăn như này thì rất là tiện, các bác chỉ cần là đẩy lên là nó sẽ cài vào cho các bác luôn. Rất là chặt nhá. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên. Da bò tự nhiên, dùng cực kỳ là xịn và cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò, giá của nó sẽ là 190k nhá. Đấy, hàng của Mỹ. Các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò, thắt lưng da bò
giá sẽ là 190k. Đó, 190.000. Ở đây thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu, thì tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn này, rất đẹp. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Và hàng da nguyên miếng cắt trực tiếp này, không qua máy khâu gì cả nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng của Mỹ này, đấy. Hai cái này chiều dài cũng khác nhau luôn nhá, made in USA này. Đó, lên cho em là thắt lưng da bò, giá sẽ là 190.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái ví da bò này, 120.000 một chiếc. Đó, hàng này cũng là hàng của Mỹ luôn. Đó, hàng của Mỹ. Đây, made in USA này, hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và nó sẽ bao gồm cho các bác là hai ngăn thường và một ngăn khóa nhá, hai ngăn thường, một ngăn khóa. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu 100% là da bò tự nhiên các bác này. Đấy. Và nó sẽ là một cái dòng ví rất là chất luôn, 1 2 3. Các bác sẽ có 3 là 4 ngăn. 4 ngăn để thẻ, để giấy tờ và một ngăn này nữa là 5 nhá. Rất nhiều ngăn cho các bác luôn. Chất liệu 100% là bằng da bò tự nhiên cho nên là dùng rất là mềm và rất là mỏng nhá. Cái ví này nó rất là mỏng thì khi các bác bỏ giấy tờ, bỏ tiền vào là vừa, nó sẽ không bị quá dày. Lên cho em là ví da bò có màu đen và màu nâu. Màu đen đây, màu nâu đây. Đấy, hai màu thì cũng là tương đối là đẹp. Giá thì sẽ là 120.000 cho một cái ví da bò như này. Đó, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái túi da bò nhé. Túi da bò thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái túi đeo hông da bò như này. Đấy, chất liệu 100% da bò tự nhiên, các bác dùng cực kỳ là thích luôn. Hàng của nó da bò thế nên nó rất là mềm này. Đấy, các bác có thể xoắn như này vào bỏ ra nó vẫn da bình thường. Đó, 100% là da bò nhé. Đây, các bác có thể dùng để cào cấu thoải mái luôn. Đấy, hoặc là bật lửa lên đốt cho em thoải mái luôn. Đấy, chất liệu 100% là da bò nhé. Thì con này các bác lên cho em là túi đeo hông nhá. Túi đeo hông, giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là túi hông nhá. Túi hông này, giá sẽ là 130k. Đấy, tiếp theo là bên shop có cho các bác cái mẫu túi chéo này. Đấy đây, một túi hông này thì sẽ có màu xanh và màu xám như này. Màu xanh, màu xám như này nhá. Có hai màu này, túi hông có màu xanh, màu xám này. Tiếp theo là đến cái mẫu túi chéo này. Đấy, túi chéo thì giá sẽ là 140.000. Đấy, túi chéo 140k nhá, 140.000. Và túi vuông thì sẽ là 180k nhá, 180k cho cái túi vuông. Đó, thì đây, túi túi chéo này. Đấy, con này thì các bác dùng để đeo chéo cho em nhá, đeo chéo cho em. Đấy, nó sẽ là một cái dòng túi như này. Có cho các bác là màu xanh và màu màu xanh, màu nâu như này. Màu xanh, màu nâu xám nhá. Đấy. Đằng trước nó sẽ có cho các bác là hai ngăn này. Đấy, hai ngăn, một ngăn to nữa là 3 nhá, một ngăn to nữa là 3. Đó, và đằng sau một ngăn nữa là sẽ có cho các bác là 4 ngăn. Ngoài ra thì bên trong của nó thì đấy, nó sẽ là một cái ngăn khá là rộng luôn. Khi các bác dở ra nó rất là rộng. Túi rất là vuông và rất là đẹp nhá. Đó, quai đeo chéo như này. Và có khóa tùy chỉnh bằng đồng nhá, khóa tùy chỉnh bằng đồng như này. Rất tiện ích luôn. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 140.000 cho một con túi chéo như này nhá. Lên cho em là túi chéo 140.000. Có cho các bác là hai màu. Đấy, màu xanh và màu nâu xám nhá, màu xanh, màu nâu xám. Tiếp theo thì túi vuông. Túi vuông bên em về nó cũng có cho các bác là hai màu, màu xanh, màu nâu xám. Và giá thì sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này nhá. 180.000 cho một con túi vuông như này. Có quai đeo nhá, quai đeo đây. Quai của nó này, phần khóa của nó bằng đồng hết nhá. Và có máy da bò tự nhiên này. Đấy, da bò tự nhiên như này. Rất đẹp cho các bác luôn. Đó đây, các bác có thể đeo vào cho em này. Đấy, đeo vào như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đằng trước có hai ngăn này. Đằng trước có hai ngăn. Đằng sau nó sẽ có cho các bác là một ngăn như này, một ngăn to như này. Đó, và một ngăn rộng nữa, một ngăn rộng, một ngăn to ở bên trong là ngăn chính, thì sẽ có cho các bác là hai ngăn phụ, một ngăn thường và một ngăn có khóa nhé. Một ngăn có khóa, đấy, một ngăn có khóa như này. Và vải chống nước, vải chống nước cho các bác luôn nhá. Đấy, rất tuyệt vời. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con túi vuông như này. Con túi vuông này thì sẽ có cho các bác là hai màu nhá, hai màu. Nó sẽ có cho các bác là màu nâu và màu xanh nhá, màu nâu và màu xanh như này. Đấy, là con túi vuông. Con này thì kích thước của nó là cao là 25 mà rộng là 20 nhá. Cao 25, rộng 20. Đó. Còn con túi hông này của nó thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn, hai ngăn, ba ngăn. Đấy, bốn ngăn đằng trước và một ngăn to nữa là 5 nhá. Một ngăn to nữa là 5. Cũng khá là nhiều ngăn luôn. Các bác có thể đựng giấy tờ, ví tiền, điện thoại, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đeo trực tiếp vào hông để mình đi chơi, đi du lịch rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thắt lưng dù nhá. Đấy, thắt lưng dù. Thì đây nó sẽ là một cái dòng thắt lưng của hàng của con mũ không? Thắt lưng hàng của quân đội của Mỹ nhá. Đây, hàng thương hiệu dép quân đội Mỹ này.
Con thắt lưng dù này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k cho một con thắt lưng dù như này nhá. 80.000, hàng thương hiệu Zep này, 1961 này. Đấy, công ty này tuổi đời của nó tương đối là lâu đời rồi. Đấy, và chất liệu của nó thì được làm bằng sợi dù như này. Hàng này thì bền vĩnh cửu luôn. Các bác dùng nó chỉ có gọi là lì thì thôi chứ không bao giờ hỏng nhá. Chất liệu của nó thì hàng phục vụ quân đội thì các bác biết rồi. Cái thiết kế của nó thì cực kỳ là quân đội luôn, rất là nhanh nhá, chỉ cần sập vào này cho em là xong này. Đấy, thả ra nước nào cũng được, không cần phải khuy khủng, không cần phải xỏ vào lỗ nó mất công nhá. Chỉ cần là nhả ra và đẩy vào như này thì các bác có tuổi rồi mình dùng nó cũng rất là tiện nhá. Đấy, khi các bác đi vệ sinh này thì các bác chỉ cần là nhấc ra như này cho em là kéo ra này. Còn khi các bác đóng vào thì chỉ cần sập này là nó sẽ vào. Đó. Lên cho em là thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi. 80k cho một em thắt lưng dù như này. Em này thì cũng khá là tiện dụng để các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày của mình thôi. Đấy, và giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là thắt lưng dù, giá sẽ là 80k, thắt lưng dù, giá sẽ là 80k nhá. Tiếp theo thì bên shop lên cho bác cái thắt lưng cá sấu vàng. Cá sấu vàng đây. Đấy, thì nó sẽ là hình con cá sấu vàng như này, cho nên bên shop gọi nó là cá sấu vàng. Con này thì giá sẽ là 80.000 cho một con thắt lưng cá sấu vàng như này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn này. Và con này thì của nó cũng là dòng lẫy khóa như này nhá. Lẫy khóa như này rất tiện ích luôn. Các bác chỉ cần đẩy vào này cho em này. Đấy, nghe cái tiếng khóa của nó kêu đã thấy thích rồi. Đó, rất là ngon lành cho các bác luôn nhá. Rất là tiện ích này. Mặt vàng hình cá sấu rất là đẹp này. Mặt vàng cá sấu rất là đẹp như này. Và cái khóa này thì các bác chỉ cần nhấc này là tháo ra được này. Còn thả ra thì các bác cứ này kéo này là nó siết vào bụng nhá, siết vào bụng này. Và nó sẽ sập lẫy khóa như này thì dùng cực kỳ là bền và chắc chắn luôn. Đó, không bao giờ hỏng. Các bác chỉ cần kéo này cho em là sập vào. Nghe tiếng khóa kêu đã là thích rồi. Đó, rất là ngon lành cho bác nhá. Đó. Thì các bác nếu mà lấy nguyên cái cá sấu không như này thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000, hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện như này. Giá chỉ có 80k cho một con thắt lưng cá sấu vàng như này thôi. Còn nếu các bác mua cái dòng cao cấp hơn mà nó đựng trong hộp thì cái giá của nó sẽ cao hơn một chút nhá. Đấy, cái con đựng trong hộp như này thì giá của nó sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho một con thắt lưng cá sấu hộp như này. Con này đựng trong hộp thì nó sẽ cao cấp hơn một chút và nó có cái hộp. Về các bác có thể cho biếu tặng làm quà. Còn nếu các bác mua dùng trực tiếp thì lấy luôn cho em con bên ngoài này. Đấy, chất liệu, kiểu dáng và màu sắc kích thước như nhau, chỉ khác nhau là thêm một cái hộp này thôi. Đấy, nếu các bác lấy con cá sấu hộp này thì giá của nó sẽ là 140.000 nhá. Lên cho em là cá sấu thường. Cá sấu thường thì sẽ là 80k nhá. Đấy, các bác lên cho em là cá sấu thường này. Đó. Cá sấu thường. Cá sấu thường thì sẽ là 80k. 80k cho con cá sấu thường. Còn lên cho em là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp thì giá của nó sẽ là 140k. 140.000 cho con cá sấu hộp nhá. Đấy, cá sấu trong hộp này thì sẽ là 140.000. Đó. Còn con cá sấu thường bên ngoài này thì sẽ là 80.000 thôi. Rồi, ok. Quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng mũ bảo hiểm nhá. Đây, mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô xe máy này. Hàng 3 tem chất lượng luôn. Dòng này thì các bác có thể dùng để mình đi ô tô, đi xe mô tô, đi xe máy thoải mái luôn các bác nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp xốp như này nhá, lớp xốp như này. Thì lớp xốp cứng này bảo vệ cực kỳ an toàn luôn. Con này thì đội cực kỳ là ôm form, ôm đầu và rất là tốt luôn nhá. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là mũ lính nhá, mũ lính. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là mũ lính này. Mũ lính, giá của nó sẽ là 170k nhá, 170.000 cho cái mũ lính như này. Đây. Lên cho em là mũ lính, giá sẽ là 170.000. Con này thì đội cực kỳ là ngon luôn. Đó, đội cực kỳ là ngon luôn. Đây. Này là nó có những cái phần trang trí rất là đẹp này. Đấy, có những cái phần trang trí rất là đẹp luôn nhá. Đấy thì các bác vừa là đội vừa tính mang tính chất là thời trang này, vừa mang tính chất là dùng là mũ bảo hiểm luôn, đội cực kỳ an toàn, dày dẫn chắc chắn. Lên mã giúp cho em đó là mũ lính, giá của nó sẽ là 170.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái mũ lưới nhá, mũ lưới. Con này thì nó sẽ không có xốp và nó sẽ có một cái phần dây nó sẽ có một cái phần dây dù nó độn bên trong như này để khi các bác đội thì đầu nó không bị chạm vào cái phần nhựa. Đấy. Và con này thì cũng khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác cũng có thể đội đi xe máy, ô tô, đi xe mô tô đều ok hết nhá. Cũng là hàng của Mỹ. Đây, American các bác này. Đấy, American, hàng mũ của lính Mỹ. Con này thì giá sẽ là 150.000 nhá. Con này thì các bác lên cho em là mũ lưới nhá. Mũ lưới, giá sẽ là 150k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là mũ lưới này. Mũ lưới, giá sẽ là 150k nhá. 150.000 cái mũ lưới này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu đó là mũ của Honda nhá. Mũ của Honda thì bên em về nó sẽ có hai mẫu.
Một là mẫu một kính, hai là mẫu hai kính. Con này thì nó sẽ là mẫu mũ hai kính nhá. Đây, tức là có một cái phần kính mờ như này để bảo vệ cho cái phần kính trong này. Đấy, thì em lên nó sẽ là mũ hai kính, hàng của thương hiệu Honda này, hàng của thương hiệu Honda, hàng đạt tiêu chuẩn cho các bác luôn. Đó. Đây, đấy, bên trong của nó thì nó sẽ là cũng là xốp nhá, xốp cứng nhá, xốp cứng bảo vệ cực kỳ là an toàn luôn. Đó. Con mũ này thì rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Và có cái phần này để nó che kính cho các bác này, vừa làm lưỡi chai che mưa che nắng này, vừa là che kính để cái kính của các bác khi mà các bác mở ra thì nó sẽ đậy vào đây thì kính không bao giờ bị xước nhá, kính không bao giờ bị xước. Thì lên cho em là mũ hai kính, mũ hai kính giá sẽ là 230.000. Đó. 230.000 bên em sẽ bao ship nhá. Lên cho em là mũ hai kính này. Mũ hai kính giá sẽ là 230k nhá, 230.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ một kính này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng một kính như này. Đấy, còn một kính này thì các bác dùng nó phải cẩn thận hơn một chút, tại vì nó sẽ là dòng một kính thì nó sẽ dễ bị xước hơn. Đấy, dễ bị xước hơn. Đấy, cũng là hàng của thương hiệu Honda. Đấy, xốp xước các thứ đàng hoàng, rất là chắc chắn nhá. Lót liếc các thứ đàng hoàng, độ thì cực kỳ là chắc chắn, ôm đầu luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200.000, 200.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 200.000 bao ship đến tận nhà. Đây, em sẽ đội lần lượt từng loại một cho các bác xem nhá, để em vào cảm nhận. Đây, đầu tiên là cái mũ con này thì sẽ là cái con một kính này. Đây, con một kính này các bác này. Đấy. Con một kính này. Các bác có thể cho xuống này. Đó. Nó rất là ôm luôn. Nó rất là ôm luôn nhá, rất là ôm và rất là kín này. Đó. Khi các bác đội thì vừa là chống ồn, vừa là chống bụi bẩn rất là tốt luôn. Đó. Hàng của thương hiệu Honda này. Đấy, hàng thương hiệu Honda. Đấy, đây là con này là con một kính này. Đây. Con này con hai kính đi các bác. Đây con hai kính này, em sẽ đội cho các bác xem. Đó. Con này sẽ là con hai kính các bác này. Đấy, con hai kính đây. Thì các bác có thể kéo xuống như này. Đấy, hoặc là đẩy lên này. Đấy, đẩy lên tùy theo nhá. Vừa che mưa che nắng này. Che mưa che nắng rất là tốt luôn. Đấy, cũng rất là ôm đầu, đội cực kỳ là an toàn. Đó, rất an toàn luôn các bác nhá. Hàng thì hàng của thương hiệu Honda rồi. Hàng thương hiệu Honda thì khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đấy. Tiếp theo là đến con mũ lưới này. Con mũ lưới hàng của lính Mỹ này. Đấy. Đấy các bác đội bên này cho em này. Đó, cũng rất là ngon luôn. Đây, quai của nó đây, các bác có thể cài vào nhá. Đó, con mũ lưới này. Đó. Tiếp theo thì đến con mũ lính này. Đây con mũ lính này. Đấy. Thì bên em hiện đang có 4 loại mũ bảo hiểm dành cho các bác. Đấy thì các bác con này đội cũng rất là chất luôn. Đấy. Hoa văn hoa lá cành rất là đẹp luôn, rất là hàm hố nhá. Thứ nhất là hàm hố này. Thứ hai là có những cái phần cong như này thì nó chống xước rất là tốt này. Hàng cực kỳ chất lượng nhá. 3 tem luôn các bác này. Đó, lên cho em đó là mũ lính nhá, mũ lính 170.000. Đó. Rồi, ok. Bác nhá, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm mũ đây. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải dù quân đội như này, vải dù quân đội như này. Và các bác lên cho em là mũ X nhá, mũ X. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là mũ X nhá. Con này thì giá chỉ có 80k cho một con mũ X như này thôi. Đấy, đội thì cực kỳ là ngon luôn. Ôm form, ôm đầu rất là đẹp. Mình đội cho các bác xem. Đây các bác này. Đó, rất chất chơi luôn. Các bác thấy chưa? Đó, rất đẹp nhá. Đó, các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Đội cực kỳ là ôm form, ôm đầu rất là đẹp. Lên mã giúp cho em là mũ X nhá. Con này thì giá bên số đó là 80.000 cho con mũ X như này. Đúng 80.000 không? Đúng rồi. Đấy, lên cho em là mũ X, giá sẽ là 80.000. Đó. Đây. Đầu tiên thì các bác lên cho em là mũ X nhá. Mũ X này, hình con X, giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ nhá, đồng hồ cơ. Giá sẽ là 450.000 cho một con đồng hồ cơ như này. 450.000 đồng hồ cơ. Khi các bác mở thì đây nó có cái phần khuyết này, các bác nhấp vào này cho em này. Nhấp vào này cho em là nó sẽ mở này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật. Và con này thì cái tuổi đời của nó khá lâu đời này, 1853 này. Đấy. Hàng thương hiệu Willis các bác này. Đó. Đây. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đồng hồ cơ nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, đồng hồ cơ này thì các bác phải đeo liên tục nhá. Nói chung là nguyên lý của đồng hồ cơ là phải đeo. Đó, thì khi mà cái cơ này nó di chuyển là nó sẽ chạy. Đây, sáng bóng đẹp, mặt của nó là mặt sapphire chống xước này. Đây các bác xem những quả lắc bên trong này. Đấy. Tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, cái quả lắc bên trong đây. Con này thì có hộp hiếc đàng hoàng. Hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là 450 cành thôi.
hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là đồng hồ cơ nhá, đồng hồ cơ giá của nó sẽ là 450.000, 450k cho một con đồng hồ cơ như này nhá. Đấy, lên mã cho em là đồng hồ cơ, đồng hồ cơ 450k. Đấy, 450.000 bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu đồng hồ dây da này. Con này thì rất là đẹp luôn và giá thì chỉ bằng một bát phở Hà Nội thôi. Giá chỉ bằng một bát phở Hà Nội thôi bác nhá. Đó. Thì các bác lên cho em đồng hồ dây da, nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Giá thì bên shop đang trân trọng, con này thì nó sẽ là chạy pin nhá, chạy pin. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có cho các bác là 50k thôi nhá, 50k cho một con đồng hồ như này. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn các bác này. Đấy, rất là ngon luôn. Đồng hồ đang chạy bình thường các bác này. Đó. Về nhà các bác tháo cho em cái lẫy cản pin này ra này. Đấy, tháo cho em cái lẫy cản pin này ra, nhấp nó vào là đồng hồ sẽ chạy thôi. Đó, đây. Rất đẹp luôn, dây da rất đẹp nhá. Đó, dây da rất đẹp luôn. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da. Giá sẽ là 50.000 cho một chiếc, 50.000 cho một chiếc đồng hồ dây da như này. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Lên cho em là đồng hồ dây da này. Giá sẽ là 50k. Đó. Đồng hồ dây da giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu túi đeo bụng này. Đấy, túi đeo bụng thì bên shop về nó sẽ có hai màu. Một màu là màu xanh dàn di và một màu là màu xanh quân đội như này. Đấy, màu xanh dàn di này thì giá của nó sẽ là 90.000 và màu xanh quân đội này thì giá sẽ là 95.000. Đấy, kích thước chiều rộng của nó thì chiều dài khoảng là 20, chiều cao thì vào khoảng là 13 đến 15 và chiều rộng thì mở hết ra thì nó vào khoảng là 10 cm, cũng rất là to. Các bác có thể để điện thoại rồi giấy tờ thì nói chung là đa di năng luôn, 1, 2, 3 ngăn, 4 ngăn, rất nhiều ngăn các bạn, rất nhiều ngăn luôn đấy các bác này. Đấy, ngăn to, ngăn nhỏ này, ngăn lớn, ngăn bé này, ngăn mẹ, ngăn con này. Đấy, đây một cân màu xanh, màu xanh quân đội này thì giá của nó sẽ là 95.000 nhá. Đấy, 95.000. Còn con màu xanh dàn di này thì giá sẽ là 90.000. Đấy, tất cả đều là được thiết kế với cái form na ná như nhau. Đó, na ná như nhau. Đó, với cái form na ná như nhau như này thôi nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đồ nghề mini nhá. Con túi đồ nghề mini. Đấy, các bác lên cho em là túi đồ nghề mini. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là túi đồ nghề mini nhá. Giá sẽ là 100.000. Đấy, thì cái chiều rộng của nó thì vào khoảng là gần 20 cm. Đấy, chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là thước, đây em sẽ đo thực tế cho các bác xem luôn. Đó, chiều dài của nó là đi 40 nhá, dài 40, cao là gần 20 và rộng thì là 15-17. Đấy, thì nó sẽ là một con túi như này. Nó sẽ có một ngăn to chính này, một ngăn to chính kích thước như em đã đo và một cái ngăn phụ bên ngoài đây. Đấy, con này thì rất là tiện nhá, các bác có thể đi du lịch này, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm, đựng đồ đoàn các kiểu, con đà điểu được luôn, đựng cái gì cũng được. Đấy, đựng cái gì cũng được, nó rất là hợp lý cho các bác. Các bác có thể đựng đa di năng luôn, đựng đa di năng mọi thứ, đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, có quai sách, quai đeo như này rất tiện nhá. Đấy, có quai sách, quai đeo, đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch. Lên cho em là túi đồ nghề mini, giá thì chỉ có cho anh em các bác là 100k thôi, 100k nhá. Túi đồ nghề mini, túi đồ nghề mini giá sẽ là 100.000. Đó, tiếp theo thì em về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi đựng, các bác lên cho em đó là túi cái này là cái gì nhỉ, cái túi đựng laptop nhá. Đấy, túi đựng laptop, chiều dài của nó là khoảng trên 40, chiều cao là trên 30 và chiều rộng thì nó vào khoảng là 8-10 cm. Đấy, 8-10 cm. Lên cho em là túi đựng laptop nhá, túi đựng laptop. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá bao nhiêu nhỉ? Giá chỉ có 80 cành thôi các bác nhá, không thể tin nổi luôn. Đây, của nó là nó lót xốp hết nhá, lót xốp cho nên là nó rất là mềm luôn, rất là mềm và độ đàn hồi rất là tốt này. Thì các bác chuyên đựng laptop rất là an toàn, có một ngăn như này và một ngăn như này. Đấy. Ngoài đựng laptop thì các bác có thể đựng giấy tờ này, đi học, đi làm, đi du lịch này, hoặc là các bác có thể đi công tác cũng ok. Nói chung là đựng được rất nhiều thứ, các bác muốn đựng gì đựng. Có dây đeo và có quai sách nhá. Quai sách, quai đeo đầy đủ. Giá thì chỉ có cho các bác là 80 cành thôi, 80 cành cho một con túi đựng laptop như này. Đấy, rất tiện ích. Các bác có thể ngoài đựng laptop thì các bác có thể đi học, đi làm, đi chơi, đi công tác, đi phượt đều ok hết nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là túi đựng laptop, giá của nó sẽ là 80k nhá. Thôi.
lên cho em là túi đựng laptop này, túi đựng được cái chuông với cái lư này. Túi đựng laptop nha, laptop giá sẽ là 80k nhá. Đấy, cái chuông với cái 80.000 là cái túi đựng laptop như này đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chuông đồng nhá. Bao nhiêu nhỉ? Đây, một cái chuông đồng như này các bạn. Đấy. Một cái chuông đồng như này, rất đẹp các bạn này. Chất liệu của nó thì bằng đồng thau nhá, đồng thau, hàng đúc thô đây. Hàng đồng thau đúc thô như này. Đấy, đây các bạn này. Hàng đồng thau đúc thô như này. Rất tiện luôn các bạn này. Đó. Hàng đồng thau đúc thô như này nhá. Lên mã giúp em đó là chuông đồng nhá. Tiếng kêu rất là hay luôn. Lên cho em là chuông đồng nhá. Giá của nó sẽ là bao nhiêu? Lên mã giúp cho em đó là chuông đồng nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Đấy. Chuông đồng. Giá sẽ là 100k trong cái chuông đồng như này. Các bác lên cho em là chuông đồng, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con chuông đồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái gà tàn bằng đồng đây. Đấy, gà tàn thuốc bằng đồng này. Đó, rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật nhá, toàn bộ chữ Nhật hết này. Con này thì giá sẽ là 80k nhá. Lên cho em là gà tàn thuốc đồng nhá. Đấy, gà tàn thuốc bằng đồng như này. Giá sẽ là 80k một chiếc như này. Chiều rộng của nó thì nó sẽ vào khoảng là đi 8 cm rưỡi, 8 cm rưỡi nhá. Và chiều cao của nó thì vào khoảng là 2 cm. Chiều cao 2 cm, chiều rộng là 8 cm rưỡi. Đó. Bề dày của nó thì nó vào khoảng là 4 ly các bạn. Đấy, 4 ly. Nói chung là con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Các bác dùng để làm gà tàn thuốc rất là đẹp, bằng đồng, sang trọng, lịch sự. 80k cho cái gà tàn thuốc bằng đồng như này nhá. Lên cho em là gà tàn đồng nhá, giá sẽ là 80.000 một chiếc. 80.000 một chiếc gà tàn đồng như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá. Một con tăng đơ 9D như này. Giá này sẽ là 95k một chiếc. Đấy, con này thì hàng đa di năng luôn. Nó sẽ có cho các bác là 4 chức năng tất cả. Đấy, 3-4 chức năng tất cả đây. Sản phẩm thì combo sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, một thân máy và 4 chức năng. Đây, một thân máy, một cáp sạc và 4 chức năng. Đấy, có tính năng thứ nhất là chức năng quan trọng nhất, đó là cạo râu, 3 lưỡi kép như này. Dùng được cạo râu thì cực kỳ là ngon luôn. Đó các bác này. Đấy, các bác nghe tiếng râu nó đứt chưa? Râu đứt rất nhiều luôn nhá. Đó, chức năng thứ nhất là cạo râu này, đây. Đấy, cạo râu. Đây, em vừa cạo tí râu đứt đầy luôn. Cạo râu này. Thứ hai là chức năng về chức năng thứ hai là có cái phần chổi như này để các bác massage mặt này. Thứ ba là tính năng là tỉa lông mũi này, có cái đầu tỉa lông mũi này. Thứ tư là chấn viêm này. Đấy, thì rất là đa năng luôn. Giá thì cực kỳ hạt rẻ, chỉ có 95.000 cho một con tăng đơ với 4 chức năng như này nhá, 95k. Đó. Giá rất hạt rẻ cho các bác luôn. Các bác có thể mua về để mình sử dụng đa năng luôn, tăng đơ 9D. 9D. Giá sẽ là 95k một chiếc, 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kìm bạc nhá, kìm Evo bạc. Đây. Đấy, nó sẽ là màu bạc như này. Chiều dài của nó là 22 cm, hàng nội địa của Nhật đây, Japan này. Đó. Chức năng thứ nhất là tuốt dây này, thứ hai bấm cốt này, thứ ba là cắt dây này rồi xoắn dây vặn ốc các kiểu con là điểu luôn. Đấy, 5 chức năng cho một con kìm như này. Hàng cực kỳ là mềm, mượt các bạn. Đấy. Giá sẽ là 180.000 nhá, 180k. Lên cho em là kìm bạc Evo 180.000. Kìm bạc này. Kìm bạc FO 180k nhá. Kìm bạc FO 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình này. Đấy. Một cái con bình 20 như này, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn. Đây. Đấy, màu của nó là màu inox sáng bóng đẹp nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. 80k trong con bình 20 như này. Hàng đúng như hình như này các bác nhá. Đấy. Đây các bác nhá. Đấy, nó sẽ là một con bình inox 304 sáng bóng đẹp như này. Đấy, inox 304. Đấy, inox 304 sáng bóng đẹp. Con này thì các bác dùng để đựng nước bình thường thôi, chứ con này nó không có chức năng là chống ấy đâu, chức năng là giữ nhiệt đâu. Lên cho em là bình 20 nhá. Bình 20 dung tích là 2 lít cả vỏ. Giá thì chỉ có 80k thôi. Bây giờ các bác dùng cái đồ nhựa nó không hề an toàn một tí nào. Dùng cái đồ inox này thì nó rất là an toàn, sạch sẽ. Dùng để mình đựng nước uống này. Đấy, đựng nước uống, nước nguội hoặc là nói chung là các cái dòng nước uống là mình dùng là rất là an toàn. Đấy, chữ nước vào đây mình uống. Để trên phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn. Vừa sang trọng, lịch sự, sạch sẽ, vừa đẹp. Inox 304, giá chỉ có 80k thôi. Bằng một cái bình nhựa thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái xịt chống thấm nhá. Xịt chống thấm công nghệ nano của Nhật Bản. Lên cho em là xịt chống thấm, giá sẽ là 50k cho một cái bình như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng công nghệ nano Nhật Bản nhá, rất là tốt luôn. Đấy các bác, trước khi dùng thì lắc đều lên cho em, và cái ấn đầu tiên thì các bác lắc đều lên này, sau đó thì mình xịt này. Đấy, xịt các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đấy.
Thì các bác xịt thế này thì cái công nghệ nano này nó sẽ lấp đầy các cái phần khe hở như này. Đấy, đây nó sẽ lấp đầy cái phần khe hở như này các bác nhá. Thì khi các bác sử dụng này, đấy, nó sẽ lấp đầy các cái lỗ, các cái phần khe hở như này. Thì rất là tốt luôn. Đó, rất tốt luôn. Đây, nó còn sầu bọt này các bác này. Đấy, và nó sẽ giúp cho các bác chống thấm ruột rất là tốt nhá. Bình chống thấm, xịt chống thấm giá chỉ có 50 cành thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Lên cho em là xịt chống thấm nhá. Các bác này, đấy. Ống nước bị vỡ hay máy tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung. Đấy các bác thấy không? Đó. Chất phụ gia cực kỳ an toàn, xịt vào là ok luôn. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong đấy, mọi rất là ok nhá. Đấy. Đây các bác này, đấy đây em vừa xịt vào đây các bác này, đấy nó sẽ lấp đầy phủ đầy các cái khe hở như này, rất là tốt luôn. Đấy, và nó sầu bọt như này các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chảo tổ ong nhá. Chảo tổ ong. Con này thì cái đường kính của nó vào khoảng là đi 24-25 cm. Đấy, chảo chống dính. Rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, đây, khá là dày dẫn chắc chắn nha, các bác có thể đun được các loại bếp luôn. Lên cho em là chảo tổ ong nhá. Giá thì chỉ có 140k thôi. Chảo tổ ong, giá sẽ là 140k trong cái chảo tổ ong như này. Chảo tổ ong nhá. Lên cho em là chảo tổ ong này. Chảo tổ ong 140.000. Bỏ cho anh cái đấy anh quay. Chảo tổ ong 140.000 nhá. Đấy. Đây. Của nó thì chống dính rất là tốt luôn. Thứ nhất là chống dính tốt này. Đấy, dày dẫn chắc chắn. Và các bác có thể sử dụng cũng khá là đa chức năng luôn. Lên cho em là chảo tổ ong nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy hút thổi bụi bằng pin. Con này thì nó sẽ chạy bằng pin nhá. Đấy. Cũng rất là khỏe luôn. Chạy bằng pin như này. Hàng made in Japan này. Đấy, đây. Hút được cả cái điện thoại luôn các bác. Đấy. Rất là tiện ích luôn nhá. Hút rất là ngon luôn các bác thấy không? Đó. Đây, những cái biển biết này hút khát một các bác này. Thấy chưa? Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 170.000 thôi. Con này thì vừa chức năng vừa hút vừa thổi luôn. Đấy, cả hút cả thổi được luôn. Các bác có thể dùng để thổi thì mình có thể dùng để bơm phao bơm bóng được. Hút thổi bụi chạy bằng pin. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000 nhá. 170k. Đó, 170.000. Ngoài ra thì bên shop có cái con chạy bằng điện này. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện. Đấy, chạy bằng điện nhá. Rất khỏe luôn. Con này cũng vừa hút vừa thổi luôn. Vừa hút vừa thổi chạy bằng điện như này. Rất khỏe, các bác có thể dùng để mình thổi với lá lẩu các kiểu con là điểu luôn. Công suất của nó cũng khá là lớn luôn nhá. Và giá thì con bằng điện này thì giá của nó sẽ là 260.000 và bao ship nhá. Hút thổi bụi bằng điện này. Đấy, hút thổi bụi bằng điện 260k và bao ship. Con này thì cực kỳ khỏe luôn. Thổi khỏe lắm các bạn, thổi khỏe lắm. Con này bên ngoài nó đang bán cho các bác khoảng 300-350. Đây bên em bán 260 bao ship tận nhà. Các bác cứ ra ngoài cửa hàng, họ bán cho các bác là tầm khoảng 300-350 các bác nhá. Được, ok. Các bác quay trở lại với số phạm huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bỏ tranh cái biển này. Đây rồi. Đó, số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái con robot lau nhà nhá. Đấy. Con này thì hết hàng lâu lắm rồi, đợt này mới lại tiếp tục có hàng về các bác nhá. Lên cho em là robot hút bụi nhá. Đấy, robot hút bụi hoặc là robot lau nhà. Về nhà thì các bác tháo cái lẫy ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng thôi. Ở đây thì nó sẽ có kèm cho các bác là cái chân sạc đây. Về nhà các bác cắm sạc và cắm cái chân USB cho em, rất là tiện nhá. Đây là em tháo ra cho các bác xem này. Đấy, em tháo ra. Đây, tháo ra thì đây nhá. Đấy, nó nguyên đai nguyên kiện nhá, trắng đẹp sạch sẽ như này nhá. Đấy, và em bắt đầu là hút thử cho các bác xem nhá. Em chỉ cần hút là từ 30 giây đến 1 phút thôi là các bác sẽ cảm nhận được cái bụi mịn nó vào rất là rõ luôn. Đây, các bác bật lên cho em máy chạy này. Đó, đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, máy đang chạy nhá. Đây. Con này thì nó rất nhỏ gọn nhưng mà nó rất là tiện ích, nó có thể chui vào gầm bàn, gầm ghế này, các cái khu vực nhá. Đấy, và nó gặp gặp cản thì nó sẽ tự quay đầu lại nhá. Đấy, gặp cản thì nó sẽ tự quay đầu lại thì nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120 cành thôi. 120 cành cho con robot hút bụi như này. Đây, em sẽ test cho các bác xem luôn. Siêu sạch luôn các bác nhá. Đây các bác này. Đấy. Vừa nãy không có gì mà bây giờ bụi mịn các thứ nó đã vào như này rồi các bác này. Đây. Vừa nãy trắng bong nhá, mà bây giờ bụi mịn các thứ này. Đấy, các bác trông những cái bụi mịn chưa? Đây này. Đấy, những cái bụi mịn này. Các bác thấy chưa? Đây, những cái bụi mịn này này. Quan trọng nhất là những cái bụi mịn này nó hút vào được các bác này. Đấy, bụi mịn này này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, những cái bụi li ti, bụi mịn, bụi bay này. Nó hút vào hết luôn. Đó. Giá thì sẽ là 120.000 nhá. 120k cho con robot hút bụi như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, rất tiện ích nhá và rất hợp lý các bác dùng để mình hút bụi nhà cửa rồi gầm bàn, gầm giường, ghế là rất tiện ích, các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đấy, chỉ cần các bác mình chỉ cần là bật lên là nó sẽ tự di chuyển, nó sẽ tự hút cho các bác luôn nhá. Đấy, lên cho em là robot lau nhà nhá. Robot lau nhà. Robot lau nhà này.
lau nhà. Giá của nó sẽ là 120k một chiếc nhá, 120.000 cho con robot lau nhà như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chén đồng nhá. Các bác lên cho em là chén đồng. Con này thì nó sẽ là chất liệu bằng đồng thau như này, chất liệu bằng đồng thau. Và con này thì các bác có thể dùng để uống rượu này, đấy, uống rượu. Hoặc là mình dùng để decor trang trí hoặc là cúng lễ cũng rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật đây, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho một cái chén đồng như này nhá. 50k cho một cái chén đồng như này. Nếu bác nào lấy cả chục thì giá sẽ là 450.000 một chục và bên em sẽ bao ship, còn mua lẻ thì sẽ là 50.000 cho một chiếc như này nhá. 50.000 cho một chiếc như này. Đường kính của nó thì đây. Cái đường kính của nó thì cái chiều miệng này của nó sẽ là 5,5 cm nhá, và chiều cao của nó thì nó sẽ là 4,5 cm. Chiều cao là 4 phân rưỡi và chiều rộng là 5 phân rưỡi. Đấy. Và chiều sâu này thì của nó thì vào khoảng là 4 phân. Cũng rất là đẹp quá, rất là đẹp luôn. Chất liệu bằng đồng thau nhá, chất liệu bằng đồng thau. Rất đẹp luôn, dày dẫn chắc chắn. Giá thì chỉ có cho bác là 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá. Đấy, chén đồng. Bên em có cả mẫu ly đồng nữa, chén đồng. Giá sẽ là 50k cho một cái nhá, 50k trên một cái. Còn mua cả chục 10 cái thì sẽ là bằng 450k nhá. 10 cái thì sẽ là bằng 450.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa cây nhá. Đấy, bật lửa cây, một con bật lửa như này. Về nhà các bác mở cái lẫy này cho em, sau đó thì mình ăn bật này. Đấy. Cái lẫy này các bác phải đẩy lên thì mới bật được nhá. Đây. Đấy các bác. Đấy. Bật là lửa nó sẽ lên, em đang bật quạt trần thì là nó bị tắt nhá. Đấy các bác thấy không? Đó. Giá thì sẽ là 40k cho một con bật lửa cây như này nhá. Đấy, hàng đủ các màu như này, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi, gửi màu ngẫu nhiên. Lên cho em là bật lửa cây nhá. Giá sẽ là 40k cho một chiếc này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức. Đây. Hàng của Đức, made in Germany này, made in Germany, hàng của Đức đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 chìa. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện ích này, khóa cửa, khóa cổng này, chống cắt, chống trộm ok hết nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 chìa, gia đình là mỗi người một chìa là ok nhá. Thứ nhất là chìa tròn, đấy, chống trộm, chống cắt, và thứ hai là chống cắt đây. Đấy, nó sẽ có các phần ngoàm như này thì khi mà trộm nó có đưa kéo vào nó không cắt được. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khóa đồng Đức nhá. Giá sẽ là 130k cho một con khóa đồng Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Đấy, bao gồm một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu từ 8 đến 24. Đấy, các bác có thể lắp trực tiếp như này để mình sử dụng này. Đấy, lắp trực tiếp như này cho em này. Lắp trực tiếp như này. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Ngoài ra các bác có thể dùng cái con công nối dài này cho em này. Đấy, nối dài, dùng con nối dài này cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160 cành thôi. Bây giờ nếu mà các bác ra ngoài mà mua lẻ nhá, mua lẻ ra cửa hàng mà mua lẻ một con công như này cũng phải 130 đến 150 cho một con công như này rồi. Đấy, combo cho các bác như này. Mà giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên cho em là khẩu 12 nhá. Khẩu 12 160k này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình chuông nhá. Bình chuông đây, nó như quả chuông như này. Dung tích của nó thì nó sẽ được vào khoảng là đi con này thì giữ nóng giữ lạnh cho các bác luôn, giữ nóng giữ lạnh cho các bác luôn nhá. Dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là đây, nó sẽ như này các bác này. Con này thì em ước tính thì nó vào khoảng inox 304 vào khoảng là 200ml các bác nhá. 200ml, 200 đến 250ml. Có nắp xoáy giòn cẩn thận, giữ nóng giữ lạnh cho các bác luôn. Các bác uống trà, uống cà phê, đấy, có quai đeo như này, các bác mang đi học, đi làm, đi công tác, đi du lịch đều ok hết nhá. Đấy, bác nào mà hay uống nước nóng hoặc uống nước lạnh hoặc là trà hoặc là các cái loại ngũ cốc cho vào đây chứ em. Đấy, sau đó thì mình mang đi nó rất là tiện, các bác uống cả ngày, trà khô này, cà phê này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình chuông nhá. Bao nhiêu nhỉ? 75.000 nhá. Lên cho em là bình chuông này. Đấy, bình chuông. Giá sẽ là 75k cho một con bình chuông này nhá. 75.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá, bao gồm là một máy này, một máy như này. Đấy, các bác bật nguồn này lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên cho em. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bộ thẻ bao gồm là 112 thẻ với 224 nội dung khác nhau nhá. Đấy, đầy đủ các cái phương tiện này, xe cộ này, đồ đoàn này. Đấy các bác nhá. Đây, thì em sẽ test thử cho bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác nhấp vào này cho em này. Đây. Xe cảnh sát. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó.
Có cả tiếng Anh, cả tiếng Việt, cả ngôn ngữ luôn nhá, cả tia âm thanh luôn nhá. Xe cứu thương. Ambulance. Đấy thì cho các em nó thỏa sức chơi, sáng tạo luôn. Đây các bác nhá, đây bố này. Bố. Father. Đấy rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi các bác lên cho em là máy đọc thẻ. Giá thì đợt này về cho các bác cái giá tốt luôn. Chỉ có 80k cho một con máy đọc thẻ như này thôi. Đấy 80.000 cho một con máy đọc thẻ như này. Đấy, rất nhiều chủ đề với nhiều nội dung khác nhau để cho các em thỏa sức vui chơi sáng tạo. 224 chủ đề. Đấy 112 cái thẻ. Rất nhiều chủ đề luôn. Lên cho em là máy đọc thẻ. Giá thì đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn 80k thôi nhá. Máy đọc thẻ giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái cốc tự khuấy các bác nhá. Đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng cốc để về các bác tự pha cà phê là nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Đấy, cốc tự khuấy. Giá thì sẽ là 90.000 cho một con cốc tự khuấy như này. Đấy, bên ngoài thì bằng nhựa. Đấy, ở dưới đít này thì các bác dùng hai quả pin con thỏ loại nhỏ nhá. Đấy, các bác lắp pin vào cho em là ok. Đó. Nó sẽ có cho các bác là ở trong này thì nó sẽ có cho các bác là một cái hạt nam châm từ trường như này, là khi các bác lắp pin vào là cái hạt nó sẽ tự xoay và các bác có thể tháo ra để rửa ráy bình thường, rất là tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kho ga của Nhật đây. Đấy. Made in Japan này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 90.000 trong cái con kho ga đại như này thôi. 90k các bác nhá. Giá cực kỳ rẻ luôn. Lên mã giúp cho em đó là kho ga đại nhá. Giá sẽ là 90.000 một chiếc. Giá cực kỳ là hấp dẫn cho các bác luôn. 90k cho một con kho ga đại như này. Con này thì phần kết nối lửa này của nó bằng đồng hết này và đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động. Đấy, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini như này. Đấy. Đây nó sẽ là một con bàn là rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, hơi nước mini nhá. Rất nhỏ gọn như này. Mâm miếc của nó này bằng gang này. Gang rất là dày và nóng rất là nhanh luôn. Có ra nước ở đây nhá. Về nhà thì các bác tháo cái này ra này. Tháo cái này ra cho nước vào đây cho em. Đây. Đấy các bác tháo cái đầu này ra. Tháo cái đầu này ra. Sau đó thì mình cấp nước vào đây cho em. Đây. Đấy cấp nước vào đây. Sau đó thì mình sử dụng bình thường. Khi sử dụng thì mình nhấp vào đây là nước nó sẽ ra nhá. Nhấp vào đây là nước nó sẽ ra các bác này. Đấy. Giá thì chỉ có 135.000 thôi. Gấp gọn được nhá. Gấp gọn. Các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Lên theo là bàn là hơi nước. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135k nhá. 135k cho con bàn là hơi nước như này. Con này thì siêu tiện ích cho các bác sử dụng luôn và cái giá cũng rất hợp lý nhá. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Không nó như nhau mà. À, tiếp tục bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là áo điều hòa để chống nắng cho mùa hè của Việt Nam chúng ta các bác nhá. Hàng đến nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây, Japan các bác này. Đó. Cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp. Dung lượng pin của nó sẽ là 7400 mAh này. Đấy, công suất của nó là 24V này, 5V 2A này. Đấy. Nói chung là thông số của nó đây các bác nhá, thông số của nó đây. Hàng nội địa của Nhật, Made in Japan này, Made in Japan. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tấm pin này, đấy, một tấm pin, một cái bộ rắc kết nối với nguồn của quạt này và một chiếc áo nhá. Giá thì cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đây, các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, nó có cái nút nguồn ở đây. Các bác bật nguồn lên cho em. Đây, nút nguồn đây, bật nguồn lên. Giữ lì lúc mà nó sẽ lên nhá. Có báo pin và có cấp độ này. Đấy các bác nhá. Đầy đủ các thông số cho các bác luôn. Đây. Em sẽ cắm quạt thử cho các bác xem này. Đây. Cắm quạt vào này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai chiếc quạt để các bác lắp vào hai bên áo nhá. Nói chung là cái này thì em chỉ quay qua cái quạt này thôi chứ còn là về cơ bản thì các bác cũng biết cách sử dụng rồi. Đó. Đấy, đây là các bác quạt trên này. Đấy nó sẽ có số 1 này, số 2, số 3 này và có cả đèn pin luôn nhá, có cả đèn pin luôn các bác này. Đấy. Quạt thì gió cực kỳ khủng luôn. Đấy, số 2 này, số 3 này, số 4 này. Lưu lượng gió của nó rất là lớn luôn các bác nhá. Lưu lượng gió của nó cực kỳ là lớn luôn. Thì con này dùng rất là đã luôn các bác. Đấy. Đây, quạt của nó đây các bác này. Hai quạt như này nhá, 18V này. Các bác nghe tiếng gió nó kêu chưa? Rất khủng khiếp luôn nhá. Đó, tắt đi này, tắt nguồn ở đây các bác nhá. Đó. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tấm pin này, một cái củ sạc này, một đôi quạt này, một tấm pin, một củ sạc, một đôi quạt này và một chiếc áo nhá, một chiếc áo luôn.
Đây, áo thì bên shop về nó sẽ có là màu dàn di này, màu xanh này. Đấy, có hai màu, màu dàn di và màu xanh, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy. Đây nó sẽ là màu xanh này các bác này. Màu xanh đây. Màu xanh thì nó sẽ là một cái màu xanh như này các bác này. Màu xanh đậm như này nhá, màu xanh đậm như này. Đó. Và có cả khóa, có cả khuy luôn nhá. Cả khóa cả khuy. Và áo của nó sẽ là có lớp lưới bên trong này. Đây, nó sẽ có cái lớp lưới bên trong ở phía trên như này. Đây, và đây là cái túi để đựng đựng cái tấm pin nhá, túi đựng tấm pin. Và đây là sẽ là cái phần này các bác lắp quạt vào đây nhá, lắp quạt vào đây. Đó. Thì nó sẽ có cho anh em các bác là hai màu, màu dàn di và màu xanh đậm. Đấy, màu dàn di. Đây. Con này là màu dàn di các bác này. Đấy, màu dàn di đây. Đấy, con màu dàn di này thì cũng rất là tuyệt vời các bạn. Đấy, dày dẫn và khá là đẹp. Đây. Đấy. Con màu dàn di này thì nó sẽ là cái dòng mà đây. Đấy, khá là dày dẫn và đẹp luôn. Chất vải của nó rất là đẹp. Chất vải của nó thôi rồi luôn các bạn. Chất vải của nó rất là xịn này. Đấy, vải của nó rất là mềm. Đấy, thấm mồ hôi và rất là xịn sò luôn. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 520.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là áo điều hòa nhá. Áo điều hòa 520.000 cho một cái bộ combo như này. Lên cho em là áo điều hòa nhá. Giá sẽ là 520k. Đấy, áo điều hòa này. Có lên cho em là áo điều hòa. Áo điều hòa 520.000 và bên em sẽ bao ship nhá. 520.000 bao ship. Khi bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho bác là một pin này, một cái bộ quạt thế này. Đấy, một pin, một bộ quạt và đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, thì rất là tiện cho các bác sử dụng thôi. Giá thì rất là hợp lý rồi các bác nhá. Đấy, pin, quạt các kiểu con là điều luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là dao Thái Đức nhá. Đấy, dao Thái Đức. Đây, một con dao rất là dài như này các bác. Một con dao dài ngút ngàn luôn các bác. Đấy, đây. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40cm, gần 40cm. Hàng made in Germany, hàng của Đức, thương hiệu Winling hay người đây, rất sắc bén cho các bác luôn. Đó, đây em test thử cho bác xem. Đây, dao như này mới gọi là dao thì các bác nhá. Các bác dùng cẩn thận kéo đứt tay nhá. Con này mà bổ dưa hấu này, thái lọc phi lê thì rất là tuyệt vời luôn các bác theo. Đây, đấy, rất là bén luôn các bác thấy chưa? Đó, rất bén luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là gần 20cm, nguyên phần lưỡi này thì vào khoảng 25cm nhá. Cán kiếc rất ôm nhá, thái lọc phi lê cực kỳ là ngon luôn. Lên mã giúp cho em là dao Thái Đức nhá. Con này bao nhiêu đấy? 130k thôi. Giá chỉ có 130 cành thôi. Lên cho em là dao Thái Đức này, dao Thái này, Đức, giá sẽ là 130k thì em dao Thái Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây thít này. Đấy, dây thít đây. Một bịch này của nó thì nó sẽ là theo cái ngắn cái dài. Đấy, một theo cái ngắn cái dài nó sẽ khác nhau nhưng mà đều là 250g nhá, 250g một bịch hết. Thì nó có loại là 20 phân, 25 phân và 30 phân. Thì cái dây này dùng nó rất là tiện và cái tính ứng dụng của nó rất là cao. Các bác dùng để làm thợ, làm nghề này, làm cây, làm cối, làm cây cảnh rồi đi cấy, đi gặt này, ta bó mạ, bó buộc bao, buộc bì này, thắt vào như này cho em là xong, rất tiện luôn nhá. Đó. Thì một túi này của nó sẽ là 3 lạng, một túi là 2 lạng nhá. À, một túi là 250g. 250g nhá, 250g. Và giá thì sẽ là bao nhiêu đấy? 25k trên một túi như này. Nó sẽ có cho các bác là một dòng là 20cm này, 20cm. 25cm và 30cm nhá. Đấy, có 3 mẫu như vậy. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chảo tổ ong này. Chảo tổ ong của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, một con chảo tổ ong như này. Hàng này thì siêu dày dẫn luôn. Đun bếp từ bếp ga, bếp hồng ngoại đều ok hết nhá. Rất dày dẫn cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 các bác nhá. Các bác lên cho em là chảo tổ ong này. Chảo tổ ong. Đấy, chảo tổ ong 140k, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 140.000 thôi. Đường kính của nó vào khoảng là 24cm nhá. Đường kính khoảng 24cm. Đó, con này thì tính chống dính rất là cao luôn. Chống dính rất là cao nhá. Có tráng đá chống dính này. Đấy, có tráng đá chống dính này và dập tổ ong như này, vân này, chống dính rất là tốt. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em là chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140.000 cho cái chảo tổ ong như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái ổ điện vàng nhá. Ổ điện vàng 5 chân như này. Đấy, lên cho em là ổ vàng 5 chân. Đây, 1, 2, 3, 4, 5 chân. Ổ vàng 5 chân như này nhá. Con này thì nó sẽ là hàng chống va đập cho các bác cực kỳ là tốt luôn. Giá thì sẽ là 45k cho một cái ổ vàng 5 chân như này. Ổ vàng 5 chân 45.000. Hàng này thì chống va đập nhá. Về nhà các bác xoáy cái ốc này ra, đấu dây vào đây cho em. Cắm dây nọ, dây kia đều được hết nhá. Dây 3 chân, dây 5 chân đều ok hết. Lên mã giúp cho em đó là ổ vàng, giá sẽ là 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá.
Hàng này nó sẽ là hàng cao cấp, có kết nối được cả app để các bác có thể đo chỉ số nhịp tim rồi huyết áp rồi nói chung là đa di năng được hết nhá. Có kèm sẵn cho anh em các bác một đôi pin như này. Về nhà mình chỉ việc là lắp pin và là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 130.000 cho một con cân sức khỏe như này nhá. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng này, 130k. Con này thì dùng ưu điểm của nó, các bác có thể kết nối app được luôn để mình đo sức khỏe rồi đo cân nặng rồi các cái chỉ số nhịp tim, huyết áp các thứ đều ok hết nhá. Đây, các bác kết nối app để mình sử dụng nhá. Con này thì nó sẽ có cho các bác là đo cả nhiệt độ luôn. Nhiệt độ miền Bắc hôm nay đang là 26 độ C này. Đây. Đấy, em hiện tại đang là 64,8 kg. Đấy, gần 65 kg nhá. Đấy, gần 65 kg. Đây. Có nhớ trong vòng mấy giây sau nó sẽ tắt nhá, có báo pin luôn. Đó, con này thì dùng rất là ngon. Giá thì sẽ là 130.000. Đem đã giúp em đó là cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe 130k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái kẹp bạt nhá. Đây, kẹp bạt này. Đấy, kẹp bạt như này. Cái này thì các bác dùng thì mình kẹp vào cái bạt mình răng. Đấy, bắt đầu vào mùa hè rồi, nóng nực rồi, các bác cần phải trang bị thì các bác kẹp cái này vào cho em. Đó, sau đó thì mình răng nhá. Đây, các bác kẹp vào đây cho em này. Đấy, kẹp vào đây cho em này, nó sẽ ăn vào như này. Nó sẽ sập vào nhá. Đó, mình dập xuống là nó sẽ sập vào. Thì mình kẹp bạt, mình răng dây các thứ nó rất là tiện. Cái này đang bán bao nhiêu đấy? Các bác lên mã giúp cho em đó là kẹp bạt nhá. Đấy, kẹp bạt này. Giá đợt này về cho bác giá tốt sẽ là 25k nhá, 25.000 trên 10 cái nhá. Bên em bán từ 10 cái trở lên và giá sẽ là 25.000. Kẹp bạt 25.000 trên 10 cái. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, mình đưa vào mình kẹp vào cái đầu những cái bạt như này, các bác sập vào cho em, sau đó thì mình răng lên. Nó rất là tiện. Đấy, bạt lưới này hoặc là nói chung là tất cả các cái loại bạt đều được hết. Các bác chỉ cần kẹp vào là xong. Nó rất là tiện ích luôn. Răng ngang như này mùa nắng nóng thì dùng nó rất là tiện, hoặc là các bác dùng những cái rèm che ấy thì nó cũng đều rất là ok luôn nhá. Đấy. Cái này thì dày mỏng thưa tùy theo mình kẹp vào thôi. Đó, mình thích dày thì mình cho dày. Đó, rất là ok nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 một chục thôi. Lên mã giúp em là kẹp bạt rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về một số mặt hàng. Thì em lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Mã rồi. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái kéo gà này, cầm cho anh đi kéo gà to này. Đấy, thì đầu tiên nó sẽ là một cái mẫu kéo gà hàng của Đức nhá. Đây, made in Germany này, chữ khắc chì màn hoa luôn. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác xem. Đây. Made in Germany. Con này thì các bác dùng để cắt gà, cá thực phẩm thức ăn. Giá sẽ là 90k nhá. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Lên cho em kéo gà Đức, giá sẽ là 90k nhá. 90k cho một em kéo gà Đức như này, giá sẽ là 90.000. Con này thì dùng đa di năng, cắt gà, cá, thực phẩm thức ăn, cắt nem, làm vảy cá các thứ này. Đấy, làm vảy cá này, kẹp cua ghẹ đều ok hết nhá. Con này 90k. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã to hơn một chút, đó là cái con kéo gà hàng nội địa của Nhật đây. Con này thì nó sẽ to gần như là một gấp đôi luôn, một gấp rưỡi luôn này các bạn này. Rất là to luôn nhá. Độ sắc bén thì như nhau, nhưng mà con này nó to hơn, dày mình hơn, chắc chắn hơn. Thì cái giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Đây. Đấy, Japan này, hàng nội địa của Nhật, thép SK5 không gì nhá. Đó. Thì bên shop có hai mẫu kéo cắt gà như vậy. Con này thì các bác lên cho em là kéo gà Nhật nhá, 130k. Đó. 130.000 cho em kéo gà Nhật thế này. Đấy, các bác có thể lấy một trong hai mẫu như này. Kéo gà Đức này thì sẽ là 90.000 các bác này, 90.000. Và con kéo gà Nhật này thì sẽ là 130.000. Tất cả đều là hàng đa di năng hết nhá. Có phần khuyết để các bác dùng để cắt gà, cá, thực phẩm thức ăn này. Đấy, đưa vào. Các bác cắt những con gà, con cá rất là ngon luôn. Thép SK5 không gì nhá. Có cái phần răng cưa này để đánh vảy cá này, kẹp cua ghẹ này. Đấy, mở nắp chai ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên thì em đó là kéo cành hộp đỏ nhá. Kéo cành hộp đỏ thì đây nó sẽ làm con kéo cắt cành thế này. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, mình dùng để mình cắt cây, cắt cành, bấm cành, tỉa răm đều ok hết nhá. Đây, đấy nó sẽ đựng trong cái hộp đỏ như này. Hàng của Nhật này, made in Japan cho các bác luôn. Đây. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật, chữ triện của Nhật đây. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Con này các bác dùng để cắt cây, cắt cành thì rất là ngon nhá. Hàng của Nhật nhá. Đấy, cán ốp gỗ này, cán ốp gỗ rất là đẹp luôn. Đó. Thân của kéo thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn, mình đúc liền thân như này, đúc liền thân như này. Và cán ốp gỗ nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nội địa của Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000, 160.000. Các bác lên cho em là kéo hộp đỏ nhá. Đấy, kéo cành hộp đỏ, giá sẽ là 160.000 cho con kéo cành hộp đỏ như này. Đấy, lên cho em là kéo cành hộp đỏ 160k nhá, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ
V46 nhé, bộ V46. Bộ này thì của nó thì nó sẽ vào là khoảng trên 40 chi tiết trong cái bộ V46 như này. Con này bao nhiêu nhỉ? 140.000 nhá, 140.000 trong cái bộ V46 như này. Bộ sản phẩm nó sẽ bao gồm cho bác là một tay công này và một tay xoáy như này. Đấy thì các bác có thể dùng cái này để mình xoáy này. Đấy, dùng cái này để mình xoáy rất là ok này. Các bác dùng qua cái con công này cho em này, qua con công này. Đấy, các bác lắp vào này. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Ngoài ra thì có cả tay nối dài này. Đấy, tay nối dài các bác này. Đấy, có tay nối dài này. Có tay lắc này. Con này có cả tay lắc luôn này. Tay lắc để các bác đưa vào các vị trí khó này. Đấy. Và có cả tay lò xo này. Tay lò xo nhé. Tay lò xo như này. Đấy, tay lò xo như này các bác này. Đó, tay lò xo uốn cong này. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bộ vít bao gồm là 20 đầu vít này. 20 21 đầu vít thì đấy nhá. To nhỏ lớn bé dục lục giác ba khe đầy đủ nhá. Các bác có thể sử dụng trực tiếp cái đầu vít này cho em này. Đấy, sử dụng trực tiếp cái đầu vít này rất là ngon nhá. Đấy, lắp vào tay vít thì được, mà lắp vào tay công này được đều ok hết nhá. Đấy, có xe nhanh, có đảo chiều. Đó. 140.000 cho một cái bộ V46 như này, bao gồm đầy đủ các chi tiết đầu vít như này. Tên thì em là V46 nhá. Giá sẽ là 140k. V46 này, V46 140k nhá. 140.000, giá cực kỳ rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia khoan mini nhá. Đấy, cái này thì các bác chỉ dùng để sử dụng đầu vít thôi nhá. Đầu vít thôi chứ còn con này không khoan tường ở đâu. Chủ yếu là dùng đầu vít thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái tay lắc như này các bác này. Đấy, một cái tay lắc các bác này. Một tay lắc này. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là 30 đầu vít nhá. 30 đầu vít này. To nhỏ lớn bé lục giác ba khe đầy đủ cho bác luôn. Có cho các bác là 30 đầu vít như này. Các bác dùng cái đầu vít nào cũng được, tùy theo nhu cầu của bác nhá. 30 đầu vít này. Một cái cục sạc này và các cái đầu vít thường này. Đấy, các đầu vít thường như này. Đấy, máy chạy thì cực kỳ khỏe và êm luôn các bác thấy không? Đó. Và con này thì có cả đảo chiều luôn nhá. Và các bác có thể xoay đảo hướng như này. Đấy, đang từ hình khẩu súng các bác có thể cho ra thành mũi thẳng như này được nhá. Đó. Bộ sản phẩm này sẽ là 180.000. 180.000 cho một em như này. Combo đầy đủ cho bác luôn. Đấy, các cái đầu mũi khoan, mũi vít. Mũi khoan, mũi vít và mũi lục giác nhá, có cả lục giác luôn. Đây, có cả đầu lục giác nhá. Đấy, đầy đủ các bác luôn. Giá thì chỉ có 180.000 thôi. Khoan, vít, lục giác các thứ đầy đủ nhá, có cả chân sạc luôn, chạy bằng pin như này. Giá thì chỉ có 180.000 thôi. Đây mã đốt tiền đó là khoan mini nhá, khoan mini. Đó, khoan mini này. Khoan mini. Giá sẽ là 180k nhá, 180.000 cho khoan mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa sứ nhá. Đấy, đũa sứ đây. Đũa sứ đang bán bao nhiêu? Chả biết. Thế để bán nó gửi thêm hộp. Hả? Không. Để gọn lên mấy cái thôi. Đấy. Một vỉ này thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 một vỉ bao gồm là 5 đôi. Đấy, bao gồm là 5 đôi như này các bác này. Đấy, đưa anh cái luôn. Một vỉ 50.000 bao gồm là 5 đôi. Đấy, 5 đôi thì là rất tiện cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một vỉ 50.000 bao gồm 5 đôi. Chất liệu của nó thì bằng sứ cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là bền đẹp chắc chắn này. Bền đẹp chắc chắn, không lo bị rỉ sét, không lo nấm mốc, không lo ảnh hưởng đến sức khỏe nhá. Dùng cái đồ gì mà đã là bằng sứ thì cực kỳ là an toàn luôn. Màu sắc sạch đẹp, kích thước là phù hợp với người Việt Nam của mình. Đấy. Và giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn nhá. 50k. Đấy, 50k cho một vỉ đũa sứ như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Đấy, 50.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Hàng thì được làm từ sứ rất là tiện ích nhá. Lên cho em là đũa sứ này. Đó. Đũa sứ giá sẽ là 50k nhá. 50k trên một vỉ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Eto nhá. Eto hàng của Nhật nhá. Hàng thương hiệu Asahi của Nhật đây. Đấy, con này thì các bác dùng để mình kẹp vào bàn này hoặc là các bác dùng trực tiếp rất là ngon luôn. Đấy, có cái phần kẹp bàn này và cái phần này thì nó sẽ là cái phần giãn ở đây để các bác sử dụng này. Con này thì rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới cho các bác cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Đó. Tên mã giúp cho em là Eto kẹp nhá. Giá sẽ là 180.000 cho con Eto kẹp như này. 180k cho một con Eto kẹp như này các bác nhá. Giá khá là hợp lý cho các bác sử dụng luôn, 180.000. Độ mở của nó là 5 sen nhá, độ mở là 5 sen. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này nó là cái làm bóng ô tô nhá, làm bóng ô tô. Đấy, làm bóng ô tô như này 35.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm là cái xi làm bóng này, xi làm bóng và cái một cái đầu bàn chải luôn, một cái đầu mút luôn. Đấy, đây. Đấy, và nó sẽ là một cái nước xi như này và một cái đầu mút như này. Thì các bác chỉ về chỉ các bác cho vào đây, sau đó thì các cái phần ô tô này, các cái phần nhựa nhám mà nó bị lâu ngày nó cũ rỉ đấy, các bác cho vào cho em. Đấy, cho vào cho em, sau đó các bác vuốt qua cái là sáng bóng đẹp luôn. Đó, đánh bóng ô tô nhá. Đánh bóng ô tô giá sẽ là 35k này. 35k cho cái đánh bóng ô tô như này.
tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kính râm nhá. Đấy, kính râm đổi màu. Kính râm đổi màu hàng nội địa của Nhật. Con này thì giá bên shop về thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn, chỉ có 100k cho một con kính như này thôi. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Và con này dùng cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy. Gọng của nó sẽ là một cái dòng gọng màu vàng như này rất là đẹp này. Và dòng này của nó sẽ là dòng đổi màu nhá. Đấy, đổi màu. Thì khi mà các bác đi trời râm thì nó sẽ tự lấy sáng cho các bác, còn rời nắng thì nó sẽ tự đổi màu và che cho các bác nhá. Thì dùng cực kỳ là đã luôn. Đấy. Gọng vàng, kính cực kỳ đẹp và chắc chắn cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 100k cho một con kính râm như này thôi. Đó, rất đẹp các bác nhá. Đấy, nó sẽ có đổi màu cho các bác luôn. Đấy. Trời mà tối thì nó sẽ tự sáng nhá, và trời sáng thì nó sẽ là tự tối để cho các bác đeo nhá. Đó, lên mã giúp cho em đó là kính râm nhá. Đấy, kính râm đổi màu dùng rất là tiện. Khi các bác đi vào môi trường mà râm thiếu sáng thì nó sẽ tự sáng lên cho các bác, và khi mà các bác đi ra ngoài ánh sáng thì nó sẽ lại cảm biến, nó sẽ lại râm lại cho các bác nhá. Dùng cực kỳ là đã luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, lên cho em là lên mã giúp cho em đó là kính mắt nhá, kính mắt hoặc là kính đổi màu nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k thôi. Đấy. Hàng nguyên đai nguyên kiện cả hộp này các bác sử dụng luôn. Kính mắt giá sẽ là 100.000. Rồi ok. Tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình xanh nhá, bình xanh hàng của quân đội. Đấy, bình xanh hàng quân đội của Việt Nam mình đây, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì khá là hợp lý nhá, có quay đeo như này các bác này, có quay đeo như này. Đó. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích này. Bình này của nó là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, thì cái con 1 lít này giá sẽ là 70.000 nhá. Còn 2 lít là 90.000. Đấy, thì các bác muốn nhu cầu lấy con 1 lít thì lấy, mà lấy con 2 lít thì lấy. Màu xanh quân đội của Nhật rất là của Việt Nam mình rất là đẹp luôn. Của nó là bằng nhôm nhá, hàng của quân đội Việt Nam mình các bạn. Đó. Đây thì cái này hàng quân nhu của quân đội Việt Nam mình nhá. Đấy, thì nó chuyên dùng để các bác mang nước đi. Chất liệu của nó thì bằng nhôm là các bác yên tâm rồi. Đấy, bằng nhôm thì dùng rất là an toàn luôn. Nhôm nguyên sinh thì dùng rất là an toàn nhá. Đấy, ở đây thì sẽ có cho các bác là con 1 lít và con 2 lít. Đấy, có quai đeo như này, có quai đeo rất là tiện luôn. Bên em về thì có dòng 1 lít và 2 lít nhá. 1 lít là 70.000 và 2 lít là 90.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình xanh nhá. Bình xanh thì cái này các bác chỉ dùng để đựng nước lọc thôi, đựng nước lọc hoặc là các cái dòng nước uống, nước thuốc. Đấy, mình mang đi học, đi làm, đi công tác rất là tiện. Quăng quật thoải mái, các bác ra ngoài bờ ruộng bờ giếc mình mang đi cho em nó rất là tiện này. Bằng nhôm như này nhá. Bằng nhôm như này dùng nó rất là thích luôn. Đấy, không lo bị độc biết các kiểu con là điều luôn nhá, rất tiện luôn. Quai thì có bảo vệ như này, hàng này là quân nhu của quân đội Việt Nam mình. Lên cho em là bình xanh nhá. Đấy, bình xanh 1 lít thì sẽ là 70k nhá, và 2 lít thì sẽ là 90k. Đấy, lên mã treo là bình xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hộp tăm đây. Hộp tăm này thì nó sẽ là hộp tăm đồng nhá. Đây, chất liệu của nó thì là bằng hợp kim mạ đồng, nhưng bên em gọi nó là hộp tăm đồng cho nó dễ. Hộp tăm đồng như này. Đấy, các bác cho tăm vào thì nó sẽ là đẩy lên, nó sẽ đẩy lên nhá, rất là tiện luôn. Đó, không dùng mình lại sập xuống, đẩy lên như này rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 cho một cái hộp tam đồng như này. 95.000. Đấy, rất tiện luôn, các bác cứ cho tam vào đây cho em là xong. Rất tiện nhá. Siêu tiện ích luôn. 95.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là hộp tam đồng, giá sẽ là 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bình tưới cây 2 lít nhá. Bình tưới cây 2 lít như này. Đấy. Bên em gọi nó là hồ lô tưới cây nhá. Hồ lô tưới cây. Dung tích của nó là 2 lít, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này thì nó sẽ có các chức năng, thứ nhất là bơm nó rất là khỏe và nhanh này. Có van xả hơi này. Đấy. Bơm áp này, có van xả hơi nhá, có van xả hơi này, rồi điều chỉnh phun xương và có chế độ khóa tay như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là hồ lô tưới cây, giá sẽ là 110.000 nhá, 110k. Hồ lô tưới cây của Nhật nhá, hồ lô tưới cây này, đấy, hồ lô tưới cây, giá rất hợp lý luôn, chỉ có 110.000 cho cái hồ lô tưới cây này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái cặp nam nhá, túi nam, đấy, thì nó sẽ là hàng của quân đội. Hàng của quân đội Nhật như này, này. Hàng quân đội Nhật rất là đẹp luôn này. Đấy. Các bác lên cho em là túi nam này. Đấy, hàng quân đội Nhật nhá. Các bác có thể dùng để mình gọi là rất là tiện ích luôn. Đấy, rất tiện ích luôn. Thì các bác thứ nhất là mình dùng để mình mang đồ đi làm này, đi chơi, đi học, đi du lịch này. Đấy, mở rộng ra thì nó khoảng 10 cm, chiều cao thì vào khoảng 25 cm, chiều rộng là 20 cm. Rất nhiều ngăn luôn. Khá là nhiều ngăn nhá. Đấy, rất nhiều ngăn. Quai đeo, quai sách đàng hoàng, ngăn trước, ngăn sau, ngăn trong, ngăn ngoài. Rất nhiều ngăn luôn nhá, quay đeo khai sách đàng hoàng. Giá sẽ là 100 nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi nam nhá, túi nam. Đấy, hàng quân đội Nhật cực kỳ xịn sò cho bác luôn. Lên cho em là túi nam, giá sẽ là 110.000 nhá. Túi nam 110.000. Sẽ đưa cho anh cái này thì. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái xịt chuột nhá. Đấy, đây. Xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn này, hàng nội địa của Nhật, made in Japan này các bác này, made in Japan. Hai cái nồi bỏ đây, cái mũ này.
made in Japan luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 cho một lọ xịt đuổi chuột vĩnh viễn như này, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, made in Japan này. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng trong các cái khu vực như là các cái thành phố lớn này, hoặc là các cái khu công nghiệp này, hoặc là nhà dân thì họ chuyên dùng cái này, bỏ cả cái ô tô đây. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới 35k nhé. Lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn. Xịt đuổi chuột vĩnh viễn giá sẽ là 35k cho một lọ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai xịt muỗi nhá. Đấy, con này thì muỗi kiến dán, trọng tâm của nó vẫn là xịt muỗi này. Đấy, trọng tâm của nó là xịt muỗi. Ngoài ra thì kiến dán cũng ok. Giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một chai xịt muỗi kiến dán như này, thì ví dụ nhà các bác ở khu vực nào mà nhiều ruồi muỗi kiến dán thì các bác xịt vào cho em, rất tiện ích luôn. Cũng hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp, giá thì chỉ có 30k thôi. Đặc trị muỗi cho em luôn nhá. Đặc trị muỗi luôn, lên cho em là xịt muỗi nhá. Giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái một cái mẫu đó là cái mũ chống nắng nhá, mũ chống nắng như này các bác này. Đấy. Con này thì bên shop có mấy màu, màu xanh, màu xám và màu đen. Đấy, màu xanh, màu xám, màu đen, các màu linh tinh. Đó, đây thì em sẽ đội thử cho các bác xem. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy thì các bác dùng trực tiếp nó khá là tiện. Đấy, nam đang nắng nóng này, các bác đội cái này cho em này. Đấy. Thì đằng sau nó sẽ che hết như này các bác này. Đấy. Đằng sau nó sẽ che hết cho các bác luôn. Còn nếu mà các bác mà không muốn che đằng trước thì các bác thả cái này cho em này. Đây nó sẽ có một cái lớp lưới và cái chun như này. Đấy, đây. Nó che cả mặt cho các bác luôn, che mặt này, có lỗ thở này, rất tiện luôn nhá. Đó. Giá thì sẽ là các bác lên cho em là mũ chống nắng nhá, mũ chống nắng như này. Đấy, chống nắng đằng trước đằng sau đội vào là kín mít luôn. Mùa hè thì các bác dùng con này rất là yên tâm. Đấy. Hàng này thì cực kỳ là trần kỹ, rất là ngon lành cho bác luôn. Màu xanh quân đội, màu bia, màu đen, các màu các bác nhá. Đó, đặc biệt cái màu xanh quân đội này nó rất là sạch này. Đấy, có phần lưới thoáng này, có cái phần mũ lưỡi chai như này, các bác dùng để đi ra ngoài đồng, làm áng, làm vườn rất là ok. Nên cho em là mũ chống nắng nhá. Giá sẽ là 70k cho mấy em mũ chống nắng này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái một cái mẫu nồi lẩu mini nhá. Nồi lẩu mini. Đấy, các bác lên cho em là nồi lẩu mini 2 tầng. Đấy. À, nồi lẩu mini thôi. Đấy, nồi lẩu mini như này thì có cho các bác là dung tích vào khoảng là 600ml các bác nhá. 600ml nhá. Đó. Thì các bác có thể dùng để hấp này, hoặc là dùng để ăn lẩu trực tiếp, hoặc nấu mì, nấu miếc cũng ok. Đấy, con nồi lẩu mini này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con nồi lẩu mini như này nhá. Đây cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000. Có hai số như này các bác này. Đấy, có hai số này rất là tiện luôn. Đấy, các bác có thể dùng hấp bánh bao này, làm hấp xôi này. Đấy, hoặc là dùng ăn lẩu trực tiếp, hoặc ăn mì. Các bác dùng cái này cho em, rất là tiện. Ăn đậu sốt cà chua mà muốn nóng thì các bác dùng cái này cho em. Hoặc là làm tí lẩu, tí liếc, hai ông bà, rất tiện ích nhá. Hoặc là mang đi công ty này. Đấy, nấu mì, nấu miếc rất là tiện. Cắm điện vào là thả nước vào là xong. Đấy, nồi lẩu mini 150.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái mã nồi đó là cái nồi kho cá nhá. Nồi kho cá, con này thì nó sẽ là nồi nóng chậm. Đấy, nó bằng gang rất là dày này. Đấy, các bác nghe chưa? Bằng gang rất là dày luôn, bằng gang nhá. Đấy, à, bằng sứ quá nhá, bằng sứ rất là dày luôn. Thì cái này của nó về nhà mà các bác cắm điện là nó sẽ không nóng ngay đâu. Đấy, nó sẽ phải từ khoảng 1 tiếng trở lên nó bắt đầu nó nóng, và mình cắm một cái nồi trà, nồi nấu cháo hoặc là kho cá là phải cả buổi luôn nhá. Dung tích 2,5 lít này, 235W này, điện 220V này, hàng của Matika nhá, Matika. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, thì các bác về con này thì bên em lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, có các nấc này. Đấy, thứ nhất là tắt này, thứ hai là chậm nhanh và tự động này, thì các bác muốn dùng nấc nào thì dùng. Đấy. Các bác về kho cá thì không cần phải cho nước đâu, cứ thế là mình dùng thôi, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? 290.000 nhá. Các bác lên tiên là nồi kho cá nhá. Một con nồi kho cá như này giá sẽ là 290.000 với cái mã nồi kho cá này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ô tô đồ chơi nhá. Một hộp này là 30 chiếc này. 30 chiếc nhá. Kích thước của nó thì là tương đương nhau, nhưng mà đổi lại thì nó sẽ rất là nhiều mẫu xe khác nhau nhá. Kích thước tương đương nhau nhưng mà rất nhiều mẫu xe khác nhau. Và con này thì nó sẽ là chế độ chạy tự động này các bác này. Đấy, đây. Đấy, bác thấy không? Đấy, chạy rất là tít luôn các bác này. Đó. Thì các bác dùng cót nhá, dùng một cót này rất là tiện luôn. Đấy. Một hộp này là 30 chiếc, giá này sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho 3 chiếc này, chứ tính là chưa đến 2, chưa đến 3.000 một chiếc, hơn 2.000 một chút thôi. Đấy, các bác đã có cho em là 30 chiếc ô tô như này. Đấy, lên cho em là ô tô đồ chơi nhá. Đấy, hộp ô tô đồ chơi này. Hộp ô tô đồ chơi nhá, đồ chơi. Giá sẽ là 80k một hộp nhá. 80.000 hộp 30 cái luôn. Lên trên 30 cái nhá. 30 cái tha hồ cho các em chơi. Và sức sáng tạo luôn, hộp ô tô đồ chơi như này. Giá sẽ là 80.000. Rồi ok.
Hello chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Các cái số hotline của bên em này. Có, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ các bác nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái nồi chiên không dầu. Con này dung tích của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 10 lít cả vỏ nhá. Đấy. Tức là tính phủ bì của nó sẽ là 10 lít các bạn. Đấy, còn là cái phần mà các bác đựng thực phẩm để mà mình chiên ấy thì nó sẽ vào khoảng là 4 lít các bạn, 4 đến 5 lít. Chứ không phải là nguyên cái phần chiên là 10 lít đâu. Đấy, các bác lưu ý không đến lúc mình lại nhầm lẫn. Đang trên nhà thôi. Đây. Đấy thì cái phần đựng chiên này chắc là có nó khoảng 4 đến 5 lít các bạn này, 4 đến 5 lít như này. Kèm thêm một cái khay đây các bạn này. Đây một cái khay như này các bạn này. Đấy, để cái khay này để các bác đặt vào đây cho em. Đặt vào đây thì dầu mỡ nó sẽ chảy xuống đây. Nó chảy xuống đây thì ví dụ như là các bác chiên gà, chiên thịt, chiên cá rồi nem đủ các thứ là mỡ nó sẽ chảy xuống dưới nhá. Đấy cái khay này các bác nhấc ra. Cái này thì các bác có thể nhấc ra mình vệ sinh được. Đấy còn lại là toàn bộ cái thân này thì các bác chỉ lau chùi thôi. Đấy mình chỉ lau chùi chứ mình đừng rửa nước vào nhá. Đây nó sẽ là một con mai so tỏa nhiệt thế này. Và có quạt gió để hút nhiệt nhá. Đây, có quạt gió hút nhiệt đằng sau này. Đấy. Và lưu ý các bác khi dùng thì các bác bật cho em là cả hai công tắc nhá. Đây các bác này. Đấy. Cắm điện 220V cho em này. Dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ này, 1500W này. Đây các bác bật cho em hai công tắc lên nhá. Đấy, cả hai công tắc lên thì mới được này. Cái công tắc này thì nó sẽ là hiện giờ này. Đấy, hiện giờ số thời gian này là bao nhiêu phút này. Công tắc này là bao nhiêu độ C này, còn bên này thì nó sẽ là bao nhiêu phút này. Đấy thì các bác cứ dùng là xong. Đó, đây. Các bác thấy không? Em đang chạy đây. Em đang bật đây này. Đang bật là bắt đầu là cái mai so nó sẽ nóng dần lên nhá. Mai so nó sẽ nóng dần lên là các bác bắt đầu mình sử dụng thôi. Đó. Giá thì đấy các bác nghe cái tiếng gió nó hút chưa? Đây hai cái đèn nó lên này các bác này. Một đèn xanh và đèn đỏ này. Cái này là thời gian này, còn cái này là nhiệt độ này. Đấy các bác có thể tùy chỉnh nhiệt độ cho em. Đấy. Bật một tí là nóng ran lên luôn các bác nhá. Đó và nó các bác có thể chiên gà, chiên cá, thực phẩm thức ăn đều rất là ok. Lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu nhá. Nồi chiên không dầu. Bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là nồi chiên không dầu 10 lít cả vỏ này. Đấy. Nồi chiên này, lên cho em là nồi chiên nhá. Nồi chiên không dầu. Giá của nó sẽ là 590k và dung tích của nó sẽ là 10 lít nhá. 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ. Lưu ý giúp cho em. 10 lít cả vỏ 590.000 cho một cái nồi chiên không dầu như này. 590k nhá. Đấy 590k. Đây các bạn này. Đấy. Em ghi nhầm 50k. 590k 590.000 các bác nhá. Nồi chiên không dầu 590.000. Tiếp theo thì bên shop về các bác cái dòng sản phẩm đó là cái massage gối nhá. Gối massage thì bên em sẽ có hai dòng. Một là dòng là 16 bi. Đấy con này nó sẽ là dòng 16 bi này. Đấy và có dòng 8 bi. Đấy 8 bi và 16 bi. Đây. Nó sẽ kèm cho các bác là một cái phần phích cắm như này. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em mà mình sử dụng thôi. Đây các bác này. Đấy, em cắm trực tiếp điện 220 nhá. Và cắm điện 220 cho em, bật nguồn lên này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 16 viên bi và có các cái ánh đèn hồng ngoại như này giúp cho các bác làm nóng này, đánh tan mỡ đông này rồi là giúp cho các bác là giảm lượng mỡ này. Đấy các bác có thể dùng để massage cổ, vai, gáy, bắp đùi, bắp chân, còn cái này các bác không nằm cả người lên được đâu các bác nhá. Đấy, cái này không nằm cả người lên được đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290.000. Lên cho em là massage 18 bi nhá. Đấy, 18 bi. Con này là 18 bi nhá. 18 bi thì sẽ là 290k. Đấy, còn bên shop có cái dòng cho các bác là dòng con này là 8 bi à? Con này là 8 bi nhá. 8 bi này thì giá của nó sẽ là 170k thôi. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bỏ tranh con dao này. Đấy con 8 bi này thì sẽ là 170.000 nhá. 170.000. Cho con 8 bi như này. Đây em sẽ khui cho các bác xem. Đấy đây các bác này. Thì đây con này nó sẽ là 8 bi thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái quai đeo, các bác có thể đeo trên ô tô và cắm trực tiếp ô tô được. Đấy. Thì con này nó có hai đầu cáp này. Một cái cáp này là các bác cắm vào tẩu ô tô cho em nhá. Cái này là các bác có tẩu ô tô thì mình kết nối vào. Còn nếu các bác không dùng ô tô thì cắm trực tiếp vào con nguồn này để sử dụng điện 220V cũng ok. Đây, các bác cắm vào cho em này. Đấy, bật lên này. Đó. Cái này thì nó cũng có cho các bác là cả đèn hồng ngoại luôn. Đây, cả đèn hồng ngoại các bác này. Đó, nó sáng này các bác này. Cả đèn hồng ngoại. Con này thì sẽ có 8 bi thôi, mỗi bên có 4 viên bi. Đấy, con này thì có 170.000 thôi, nó nhỏ gọn hơn và cái công suất của nó cũng ít hơn các bác nhá. Đó. Và con này thì nó sẽ là sử dụng trên ô tô được. Thì các bác có thể đeo vào trên ô tô để mình vừa đi ô tô, mình vừa cắm vào cái tẩu ô tô đấy. Các bác dùng để mình massage cổ vai gáy rất là tốt. Khi mà các bác lái xe
trên đường dài nó mỏi mệt thì các bác có thể cắm vào, bật lên để mình massage cho nó thư giãn rất là tốt luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 170k nhá. Đấy, con này sẽ là 8 bi này, massage 8 bi 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Đây, nó sẽ là hình khẩu súng như này, các bác dùng để mình thư giãn rất là tốt luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 đầu massage này, một thân súng và 4 đầu massage như này. Đấy, các bác có thể cắm vào là mình sử dụng thôi, rất tiện ích luôn nhá. Một thân súng 4 đầu massage này, bật lên cho em này. Đấy, có 6 cấp độ dùng cho bác luôn, rất mạnh các bác này. Đấy các bác này. Đấy đây. Đấy, dùng rất là mạnh này. Đây. Đấy, đây đây các bác này. Đấy, dùng rất là mạnh luôn. Thì các bác có thể dùng để massage cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân này, rất là phê luôn các bác này. Đấy, các bác đưa đến đâu là nó sẽ giúp cho các bác thư giãn đến đấy các bác nhá. Ngoài ra thì con này của nó sẽ là một cái dòng massage mà nó cảm ứng cảm biến nhá. Các bác càng nhấn mạnh thì nó càng rung mạnh, và các bác giảm đi thì nó sẽ giảm đi các bác này. Đây. Đấy, các bác bị đau bắp chân, bắp đùi rồi cần phải thư giãn thì các bác dùng cái này chưa? Đấy, nó sẽ có các đầu này để các bác có thể thay thế nhá. Đấy, đầu đấm rồi đầu tày, đầu nhọn, các đầu này các bác có thể dùng để đấm vào các cái bó cơ như này các bác này. Đấy, giúp cho thư giãn các bó cơ này rất là tốt luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác thấy không? Em đấm trực tiếp luôn này các bác này. Đấy. Bắp tay bắp chân nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 170.000 các bác nhá. 170.000 lên cho em là súng thư giãn 170k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất vỉ 10 đôi nhá. 1 2 3 4 5, 5 giây, mỗi giây là 2 đôi, tổng là 10 đôi. Đấy, các bác lên cho em là tất vỉ đen hoặc tất vỉ trắng này. Đấy, tất vỉ 10 này. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một vỉ như này bao gồm 10 đôi. Đấy, 90.000 cho một vỉ này bao gồm 10 đôi nhá. Thì con này rất là tiện ích này. Đấy, ở đây nó sẽ là một vỉ là 10 đôi như này. Hàng này của thương hiệu Nike của Nhật này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Chống hôi chân, chống nấm mốc rồi da mồ hôi chân các thứ rất là tốt luôn, hút mồ hôi nhá. Chất liệu 100% là sợi cốt tông tự nhiên nhá. Đấy, sợi cốt tông tự nhiên. Dùng rất là thích. Một vỉ này 10 đôi, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Một vỉ 10 đôi. Đấy, một vỉ 10 đôi, có màu đen, màu trắng. Đấy, bên em bán theo vỉ, các bác muốn lấy màu đen thì lấy màu trắng, thì lấy các bác nhá. Còn các bác muốn lấy đủ hai màu thì mua cho em hai vỉ 180.000, dùng cho em đến gọi là 2-3 năm luôn nhá, dùng 2-3 năm luôn. Lên cho em là tất vỉ 10, giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con dao của thương hiệu Wattpo của Nhật này. Đấy, lên cho em là dao G49 nhá. Con này sẽ là 150.000 cho một con dao G49 như này. Đấy, lên cho em là dao G49, giá sẽ 150.000, hàng thương hiệu Wattpo của Nhật. Dòng này của nó sẽ là dòng thép trắng không gỉ nhá. Thép trắng không gỉ cho nên các bác dùng nó cực kỳ là tiện ích và sạch sẽ luôn. Không lo bị gỉ sét thì mình dùng nó an toàn với sức khỏe nhá. Đây. Đấy, đây. Nó sẽ nặng khoảng từ 3 đến 4 lạng. Hàng thép trắng không gỉ. Hàng này thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Đấy, dao thì dao chặt nhưng mà rất là sắc nhá, có thể dùng để thái được nhá. Đây. Em rạch tí bóng cho bác xem này. Các bác thấy không? Đây. Đấy. Một con dao chặt mà có thể rạch được dưới bóng như này là các bác biết rồi. Đấy, nó rất là sắc nhá. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Rất sắc luôn. Còn nếu mà dọc giấy thì nó là quá là bình thường rồi. Dọc giấy thì nó là quá bình thường quá này. Đấy, đây. Thấy không? Đó, này nhá. Sợ chưa? Đó. Một con dao chặt mà sắc như này thì các bác dùng cũng để ý cho em nhá. Để ý cho em. Đó, đây. Hàng thương hiệu Wattpo của Nhật này, Japan này. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 nhá. Nó nặng khoảng 3-4 lạng thôi. Dùng để băm chặt nhẹ hoặc là thái rất là ok nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là dao G49 nhá. G49 giá sẽ là 150k. 150k nhá. 150.000 con dao G49 rồi. Ok, các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái đèn 4 cánh nhá. Đấy, đèn 4 cánh như này. Đấy, đèn 4 cánh mini. Đấy, bóng đèn 4 cánh mini. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 28W, siêu sáng luôn. Đấy, 28W nhá, siêu sáng luôn và rất là nhỏ gọn. Các bác có thể dùng để mình đề co trang trí này hoặc là lấy sáng này. Đấy, rất sáng luôn các bạn. Đấy, công suất của nó là 28W và có thể gấp gọn như này thì mình có thể mang đi công trình hoặc sử dụng ở nhà, rất là tiện ích. Giá thì sẽ là 40.000 nhá. 40k cho một cái quả bóng 28W này thôi. Đó, rất sáng luôn các bạn. 28W mà nó phải sáng như kiểu là 560W thôi nhá, rất là sáng. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có 40k thôi. Đây, công suất của nó là 28W này. Đó. Rất tiện ích nhá. Nó chỉ gọn trong vòng nắm tay này thôi. Các bác dùng thì rất là tiện. Đấy, giá hợp lý nhá. Lên cho em là bó như bút này. Đèn 4 cánh mini nhá. 4 cánh mini giá sẽ là 4 cánh mini giá sẽ là 40.000 nhá. 40k cho một con đèn 4 cánh mini như này. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 4 cánh mini này. 4 cánh. 4 cánh mini. Giá sẽ là 40k, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi các bác nhá.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, nó là cái bình xịt nhớt các bạn. Con này thì các bác dùng để tra dầu, tra nhớt rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó, dùng để mình xịt vào các cái vị trí khó thì nó có thể ngoắt ngéo được như này nhá. Giá thì con này bên shop đặt này về cho các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đấy, chỉ có 35.000 cho một con bình xịt nhớt này thôi. Lên mã cho em là bình xịt nhớt nhá. Giá sẽ là 35k cho một chiếc như này. Hàng bán thanh lý giá cực tốt cho bác luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác này. Đấy, thương hiệu Kabushi, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đấy, đầu vòi này có thể ngoắt nghéo này. Con này thì nó sẽ là bằng thép và sơn tĩnh điện bên ngoài, bên trong thép sáng bóng này. Đấy, và đầu này có lưới lọc như này. Khi các bác bóp bơm xịt như này thì rất là tiện ích luôn. Giá thì riêng hôm nay thanh lý cho các bác giá chỉ còn 35.000 cho một con bình xịt nhớt này thôi. 35k nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Đấy, khăn ướt lau bếp thì đây nó sẽ là một cái khăn ướt như này. Và đây nó sẽ có tẩm sẵn xà bông và các cái chất tẩy rửa rồi. Các bác chỉ cần lau này cho em là xong này. Đấy. Lau thì khi mình lau thì cái xà bông nó sẽ ra này. Đấy, cái xà bông nó sẽ ra thì giúp cho các bác là vệ sinh bàn bếp này, các cái đồ mà liên quan đến dầu mỡ là lau nó rất là sạch luôn nhá. Đấy, thì các bác không cần phải dùng khăn nữa, nó rất là bất tiện. Giá thì sẽ là 25.000 nhá. Khăn ướt lau bếp này. Khăn ướt này. Đấy. Khăn ướt lau bếp nhá. Lau bếp giá sẽ là 25k trên một bịch như này. Một bịch này của nó là tới 80 chiếc nhá, tới 80 cái luôn, tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đấy, rất tiện ích luôn. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ có 80 miếng. Đấy, 80 miếng luôn. Chắc chắn nên khi lau sẽ không lau bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi, nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn. Với một chiếc khăn này sẽ dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bếp từ, bụi bẩn bám trên bề mặt của lò vi sóng, tủ lạnh, đấy, máy hút mùi hay đồ gia dụng khác. Với chiếc xuất hương chanh thơm mát, an toàn cho da tay, khử mùi dầu mỡ nhanh chóng, hiệu quả, dùng một lần nhà bếp đầy mùi hương. Đó, đây các bạn này. Và nó là dạng là bằng khăn vải như này, rất là dai luôn. Thì các bác có thể dùng để mình lau bếp này, lau bàn, lau ghế này, rồi nói chung là lau đa di năng luôn. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là một cái dầu, nó sẵn tẩm sẵn dầu ở đây rồi. Các bác chỉ cần lau đi như này cho em là xong. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ điện trắng nhá. Ổ điện trắng như này. Trước thì em có bán cái ổ xanh hết rồi. Đợt này về cho bác cái dòng ổ trắng này thì nó sẽ cao cấp hơn một chút nhá. Đấy, dây thì nó sẽ dài khoảng là, dây dài thì tính từ đầu ổ này đến đầu kia thì nó vào khoảng là gần 2 mét nhá. Đây, có công tắc, có điện báo luôn nhá. Đây, có công tắc này, công tắc có điện báo các bạn này. Đấy, có điện báo như này các bác nhá. Đây, công tắc đóng ngắt này và có điện báo đỏ như này nhá. Thì rất là tiện để các bác sử dụng này. Ở đây sẽ có 2 chân USB này và 1 2 3 4 5 6 7 chân ổ cắm luôn nhá. 7 chân ổ cắm, 2 chân USB. Đấy, và có công tắc đóng ngắt như này rất là tiện. Dây thì dài khoảng là gần 2 mét nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ trắng nhá. Ổ trắng này. Ổ trắng giá của nó sẽ là 60k cho em ổ trắng như này nhá. 60.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái hộp ô tô đồ chơi nhá. Đây. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, một hộp ô tô như này. Cái hộp ô tô đồ chơi như này nhá. Một hộp này của nó thì là sẽ là 30 chiếc nhá, 30 chiếc. Đấy, đây cái nắp đậy của nó này. Đấy, nắp đậy của nó đây. Một hộp này là 30 cái thì tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 30 chiếc thì các bác dùng cho cả nhà chơi được luôn. Đấy, đây. Đấy. Hộp này sẽ là 30 cái nhá. Đây, có đầy đủ các màu, các mẫu, các kích thước khác nhau luôn. Tha hồ cả nhà chơi được luôn các bạn này. Đấy. Và con này của nó thì nó sẽ là dòng cốt như này các bạn này. Đấy. Dòng cốt như này thì rất là tiện. Một hộp này của nó là 30 chiếc nhá. Hộp này là 30 chiếc các bạn này. Đấy. Đây, cốt nó phi các bạn này. Đấy, rất là ngon luôn. Lên mã cho em là ô tô đồ chơi nhá. Đây các bạn này. Đây. Đây đây các bạn này. Đấy. Đấy, nó phi đi lại các bạn theo. Đó, phi đi rất là tiện luôn nhá. Đây. Đem lại cho bác xem này. Nó sẽ là dạng cốt như này các bạn này. Đấy, dạng cốt này. Đó, các bạn theo, rất tiện ích luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, con này thì bên shop bán cho bác cái giá đó là 80k nhá. Lên mã cho em là ô tô đồ chơi này. Ô tô đồ chơi nhá. Đó, giá thì sẽ là 80k thôi. 80k trên một hộp như này, và một hộp này của nó là 30 cái luôn nhá. Hộp 30 cái. Tính ra là vào các bác mua vào chỉ là 3 x 3 là 9. Chưa đến 3.000 một chiếc nhá. Đấy, 80.000 là chưa đến 3.000 cho một chiếc ô tô như này. Đấy. Một hộp này của nó thì đầy đủ cho các bác luôn. To nhỏ lớn. À, cái kích thước thì nó đều nhau nhưng mà đầy đủ các cái mẫu xe luôn nhá. Đầy đủ các mẫu xe luôn. Xe tải, xe đua, rồi nói chung là công thức 1, rồi nói chung là đầy đủ các bác nha. Đó. Hộp này sẽ là 30 chiếc nhá. Đây. Đấy, một hộp này là 30 chiếc, hàng cực kỳ là dày dẫn chắc chắn, ren riếc, cót chiếc ngon lành. Giá thì sẽ là 80k cho một cái hộp ô tô như này các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là ô tô đồ chơi nhá. Ô tô đồ chơi. Giá sẽ là 80.000. Đấy, 80k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Miếng dán thải độc chân sẽ là 40k cho một hộp này, bao gồm 50 miếng này. 40k trên một hộp bao gồm 50 miếng. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Để mình dùng khi mà
các bác bị tê bì chân tay đau mỏi rồi nói chung là các bác bị tê chân đấy thì các bác dùng cái này cho nha. Đây nó sẽ bao gồm là miếng dán và 50 gói thuốc như này. Thì về nhà các bác bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì mình dán lên các cái bề mặt của gan mặt chân nhá, 40k. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Lại nhiều dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thể tộc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn, già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh chưa mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, rất ok nha, giá chỉ bằng một bát phở 40k đấy các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái con đèn led nhá. Đây một con đèn led như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cái cắm bao nhiêu ổ điện vào đây. Nó sẽ có cho các bác là một cái chân cắm như này, thì các bác có thể cắm USB này, hoặc là các bác có thể là đấy, tới đây cắm cái ổ đi vào sao. Đấy, à, có chân USB đấy. Có đây. Đây, đây. Đấy thì các bác về các bác cắm vào cái chân USB cho em. Đấy, cắm vào cái chân được không? Cắm vào cái chân USB này là cái đèn nó sẽ lên này. Đấy. Thì con này nó sẽ đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Có cả giờ rồi cập nhật nhiệt độ rồi hẹn giờ rồi báo thức các kiểu con này đều luôn nhá. Đây. Đấy, chỉnh giờ chỉnh chiếc ở đây các bác này. Đấy. Thì một con đồng hồ như này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá, 140.000. Đây, nó sẽ là mặt led như này, mặt tráng gương và mặt led như này, có dây đi kèm này các bác này. Đấy. Thì các bác có thể điều chỉnh giờ này, các cái chế độ khác này tùy theo nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Hẹn giờ này, cập nhật nhiệt độ này, nhiệt độ đang là 23 độ C này. Đấy, rất tiện luôn nhá. Giá thì sẽ là 140.000. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc chân cắm như này, về nhà các bác cắm vào cái USB nhà mình nhá. Đấy, USB nhà mình thôi, rất tiện. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ led nhá, đồng hồ led giá sẽ là 140k nhá. 140k cho một em đồng hồ led như này, 140.000 các bác này, giá hợp lý cho các bác luôn, 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm nhá, thước rút tự hãm đây. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là 5m rưỡi, 5m, 7m rưỡi và 10m, giá thì sẽ là 40.000, 50.000 và 60.000. 10m là 50.000, 7m rưỡi là 10m là 60.000, 7m rưỡi là 50.000 và 5m sẽ là 40.000 các bác này. Rất là tiện ích luôn. Đó. 5m là 40.000, 7m rưỡi là 50.000 và 10m sẽ là 60.000. Rút ra nó sẽ tự hãm như này, rất là tiện này. Số to rõ ràng nha, rất tiện luôn. Đó. Hàng này sẽ là hàng của Nhật đây, Japan các bác này. Đó, Japan. Đấy, em sẽ có 5m, 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. 5m, 7m rưỡi và 10m. Đấy, giá thì sẽ là 40, 50 và 60. Rồi ok.